những cái chết nối tiếp trên tay. Năm 2004, quả báo dồn dập ập đến với tôi. Cả hai bên gia đình nội ngoại đều tìm cách tránh xa tôi như tránh hủi. Họ bảo, thằng T giết chóc thú rừng, súc vật nhiều quá nên sát khí nặng lắm. Gần nó tôi có ngày. Nhà hàng lại mở cửa, khách đến ăn lại đông nườm nượp. Tiền lại vào như nước. Ngày ngày tôi lại quay cuồng trong những trò chém giết, mổ thịt, lột da, mua vui cho khách. Cho đến năm 2004, quả báo dồn dập ập đến với tôi. Mở đầu là cái chết tức tưởi của ông ngoại vợ tôi. Hôm ấy, nghe tin ông ngoại lên cơn hen suyễn, vợ chồng tôi về thăm, mang theo cặp lòng cháo nấu với món ốc khỉ. Tôi tự tay đút cho ông. Ai dè, xúc đến thì thứ ba, ông cụ bị nghẹn, mắt trợn ngược, mặt tím tái, nước mắt giàn giụa, người co cứng. Vài phút sau, ông chết trên tay tôi. Cả nhà vợ án hận vì tôi mà ông chết. Cơn hận chưa nguôi, ít lâu sau, nhờ mối quan hệ với các sếp của tỉnh, là khách hàng thường xuyên của nhà hàng, tôi có chấp nối cho ông cậu ruột bên nhà vợ là chủ thầu xây dựng, nhận một công trình lớn. Một lần cậu tôi đến khảo sát, dàn giáo bất ngờ sập trong lúc công nhân đang đổ bê tông. Chính ông bị khối bê tông đè trúng người, đầu vỡ toát. Chưa hết, hơn 3 tháng sau, mẹ vợ tôi bị cảm sốt phải nhập viện. Chính tay tôi lái xe chở bà đến vì tôi quen thân khá nhiều các bác sĩ ở đây. Bệnh bà không nặng, thế mà vừa vào viện buổi sáng, buổi chiều bà bị sốc thuốc, lên cơn nhồi máu cơ tim, chết trên giường bệnh. Đến tháng 10, cô ruột tôi bị tai biến mạch máu não, vào nằm viện. Mọi người trong gia đình thay phiên nhau trực tại bệnh viện. Chả hiểu sao, đến đúng phiên trực của tôi thì cô mất. Ngẫm ra, cả 4 cái chết đều ít nhiều liên quan đến tôi. Từ bấy, cả hai bên gia đình nội ngoại đều tìm cách tránh xa tôi như tránh hủi. Họ bảo, thằng T giết chóc thú rừng, súc vật nhiều quá nên sát khí nặng lắm, gần nó tôi có ngày. Cũng từ bấy, không hiểu sao, nhà hàng thưa khách dần, chuyện làm ăn ngày càng sa sút. Tháng 2 năm 2006, 3 đêm liền tôi nằm mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy mình vắt cuốc ra đồng đào huyệt, huỳnh huỵch mướt mải. Đào xong nhìn xuống dưới huyệt, tôi tá hỏa, thấy em trai tôi nằm dưới đó, máu me bê bét. Tỉnh dậy mồ hôi ướt đầm, tôi hoảng sợ báo cho mẹ tôi biết và nhắc nhở chú em đi lại, giữ gìn cẩn thận. 6 ngày sau giấc mộng kinh hoàng ấy, mẹ tôi gào khóc trong điện thoại. Em con bị tai nạn chết rồi. Tôi vội vã chạy ra hiện trường. Dưới gầm xe khách, em tôi nằm bẹp dí. Tôi ngất đi. 3 ngày sau cái chết của chú em, tôi thỉnh mời một sư thầy ở Đà Nẵng đến nhà làm lễ. Thầy bảo, gia đình anh đang vướng vào một nghiệp lớn, yêu cầu mọi người phát tâm ăn chay trường để xin gỡ tội. Tôi liền phát tâm ăn chay trong 49 ngày, những mong gia đình thoát nạn. Nhưng phát tâm ăn chay thì dễ, mà thực hiện thì khó lắm. Ăn được vài ngày, tôi đã lên cơn thèm thịt rượu. Hễ hàng xóm xào xáo món gì, mùi thơm bốc sang là nước miếng tôi ứa ra, nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng ngẫm nghĩ về những quả báo kinh hoàng dồn dập giáng xuống gia đình mình, tôi cố gắng quyết tâm. Tôi lên chùa đốt nhang xin Phật Bồ Tát phù hộ cho tôi có thể ăn chay được đủ 49 ngày. Buổi sáng cầu nguyện, buổi chiều tôi ra nghĩa địa thắp nhang cho chú em. Bất chợt tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một đám thanh niên đang đè ngửa một cụ ông bị lột trần truồng, dao bầu nhọn hoắt
sáng loáng, đang kề cổ cụ chuẩn bị chọc tiết. Quá kinh hãi, tôi quăng xe chạy đến cứu cụ già. Nhưng khi đến nơi thì hóa ra đó là một con heo bị giết cúng dỗ. Tôi thất thần quay ra, đi được một đoạn lại thấy cụ già đó. Biết là vong linh người mất, tôi sợ hết cả da gà, tóc dựng ngược. Cụ già kể, ngày xưa do giết mổ heo nhiều quá, nên khi mất phải trả nghiệp bằng cách hàng năm đều phải biến thành heo để bị con cháu giết mổ cho chính ngày giỗ của mình. Ông cụ nhờ tôi đến nói với con cháu đừng giết mổ heo nữa, kẻo nghiệp chồng chất nghiệp nặng lắm. Kể từ hôm ấy, nhìn con vật nào tôi cũng thấy là người. Tôi đoạn tuyệt với thịt, cá, rượu bia, phát tâm ăn chay trường từ đó. Cũng kể từ hôm ấy, thân thể tôi xuất hiện nhiều căn bệnh lạ. Đầu đau như búa bổ, các bó cơ ở vai, lưng, cổ, nổi u cục, cứng ngắc như đá. Người lúc nào cũng vã mồ hôi, da thịt nổi những mẩn đỏ hình con vật, ngứa sồi ngứa sụt, gãi cào toạc cả da, chảy cả máu. Đêm đến tôi không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy cảnh chết chóc máu me. Tôi hiểu, nghiệp ác bao năm tôi rêu rắc, bây giờ mới trổ. Đã là báo ứng nhân quả thì không nên sợ hãi, buồn rầu, khóc lóc. Chỉ cần bình thản đối diện, tin sâu Phật Pháp, chí tâm tu hành, nhất định sẽ chuyển xoay ác cảnh thành thiện cảnh. Tôi tin, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo. Những gì chúng ta tạo tác hành động, từng cử chỉ, từng niệm khởi, theo sau đều có quả báo. Tôi bắt đầu tỉnh ngộ ra rằng, tất cả mọi nỗi thống khổ của con người chẳng phải do ông trời làm ra, mà chính là do những tư tưởng xấu, hành động ác do chính con người đã tạo trong đời này hay đời trước. Muốn cải đổi vận mệnh, chỉ có một con đường duy nhất là năng làm việc lành, tích chứa âm đức mà thôi. Ngày 19 tháng 2 năm 2006, tôi lên chùa Linh Ứng Non Nước, Đà Nẵng, quỳ, xin phát nguyện ăn chay trường và quy y Tam Bảo. Tôi luôn luôn sám hối trong tâm, có lúc sám hối cho đến khi chịu không nổi, khóc róng lên. Tôi thường ra chợ mua động vật để phóng sinh. Hằng ngày gặp những cơ hội phóng sinh, tôi đều thực hiện cho kỳ được. Tôi cũng dùng hết khả năng tài vật của mình để giúp đỡ người bệnh tật, nghèo đói. Và thật kỳ lạ, các bệnh quái đản của tôi khỏi lúc nào không hay. Từ đó, niềm tin của tôi vào nhân quả báo ứng càng thêm kiên cố. Tôi giác ngộ sâu sắc rằng, cái đích rốt ráo của đời người chẳng phải là rừng tiền biển bạc, biệt thự xe sang, danh cao chức trọng. Siêng năng làm thiện, tích chứa âm đức, không sát sinh, làm lợi cho người. Cửu huyền thất tổ nhờ đó mà được rạng rỡ, thì ta sẽ không thấy hổ thẹn một đời. Còn nếu có duyên hơn nữa, đắc được Phật Pháp thì sẽ tìm thấy con đường thoát khổ siêu sinh. Kể lại chi tiết câu chuyện đời mình, tôi hy vọng quý bạn đọc sẽ lấy đó làm gương, đừng đi theo vết xe đổ như tôi. Thú thật, nếu không đích thân trải qua những trải nghiệm đau đớn khắc cốt ghi tâm này, tôi cũng khó mà tin vào thuyết báo ứng nhân quả về tội nghiệp sát sinh. Đúng là nhân quả báo ứng rất rõ ràng, như bóng tùy theo hình, không mãi mãi sai biệt. Câu chuyện thứ hai, người mẹ hành nghề sát sinh và nỗi oan nghiệt của cả gia đình. 15 năm hành nghề buôn bán giết mổ gia súc gia cầm, bà Nguyễn Thị Thường đã giết hàng vạn con gà, vịt, thỏ, chó. Vào mùa cưới hay dịp Tết, bà giết cả 100 con mỗi ngày, thu lãi hàng triệu đồng. Bà nhanh chóng trở nên giàu có, cả làng ngưỡng mộ bà. Thế nhưng, không ai có thể ngờ được. Một ngày, hiểm họa đã giáng liên tiếp xuống nhà bà.
chồng bà bị chết bất đắc kỳ tử trong một vụ tai nạn rùng rợn. Còn trai cả của bà bị điện giật chết đúng đêm trước ngày đón dâu một hôm. Vài tháng sau, con trai út bị ung thư xương chân. Của nã lần lượt đội nón ra đi. Đến lúc nhà cửa sạch sành xanh, cũng là lúc người con vĩnh biệt cõi đời. Ngày hỏa táng con, bà xuống tóc đi tu. Bà muốn mượn tiếng mõ, lời kinh để quên đi nỗi đau tột cùng. Bà muốn nương nhờ cửa Phật để rửa bớt nghiệp ác mà bà đã gieo rắc suốt 15 năm. Họa phô đơn chí, phúc bất trùng lai. Bà Nguyễn Thị Thường, quê ở miền Trung, lên vùng đất trọng Lâm Đồng lập nghiệp từ những năm 1980. Chồng bà tên Trường cùng quê, gia cảnh đều nghèo khó. Thời gian đầu, hai vợ chồng đi làm thuê cuốc mướn, sống tặng tiện qua ngày. Sau, vay mượn tiền của anh em họ hàng, bà mở quầy bán gà vịt tại chợ thị trấn. Lúc đầu, ngày bà chỉ túc tắc bán được một vài con. Sau khách đông dần, ngày bà thịt vài chục con. Những ngày giáp Tết hay mùa cưới, bà thịt cả trăm con đủ loại. Gà, vịt, thỏ, chó, ngan ngỗng. Bà kể thu nhập trung bình mỗi ngày 500.000 đồng. Những ngày đông khách, bà kiếm vài triệu ngon ơ. Từ bấy, kinh tế nhà bà phất lên như diều gặp gió, cả làng ngưỡng mộ. Một chiều nọ, có bà cụ già, tay bị tay gậy đến nhà bà xin ăn. Nhận chút thực phẩm và ít tiền từ tay bà, cụ già ăn xin bảo: "Cô ơi, nhà cô sắp có đại họa rồi đấy. Cô nghe tôi nên dừng lại nghề sát sinh, phát tâm ăn chay niệm Phật để giải nghiệp, kéo sau này hối hận cũng chẳng kịp đâu." Nghe vậy, bà Thường tức giận gắt gỏng: "Cái bà này ăn nói luyên thuyên, xéo ngay ra khỏi nhà tôi. Từ rày đừng có phát mồm đến đây ăn xin nữa nha." Một tuần sau, có gia đình ở thị trấn Liên Nghĩa tổ chức đám cưới cho con trai. Đặt bà Thường là một tạ thịt chó. Chồng bà phải mất 2 ngày xuôi ngược khắp nơi thu mua cả thảy được 9 con. Buổi chiều, trong lúc ngồi đun nước sôi chuẩn bị làm thịt, nhìn vào cái lồng nhốt chó, bỗng dưng bà bị hút vào con chó cái màu vàng. Nó có chữa, bụng khá là to, nằm bệt dưới lồng vì mệt. Chợt bắt gặp ánh mắt của bà Thường đang nhìn, con chó vàng liền nhõm dậy. Nó dúi cái mõm qua ô lồng sắt, mắt nhìn bà như van lơn, ư ử kêu như van xin tội tình. Bà Thường chợt rùng mình. Bà hớt hải chạy lên nhà bảo chồng: "Ông ơi, con chó vàng nhốt ở lồng dưới gốc cây ngọc lan đang có chữa, nó vừa van xin tôi đấy. Hay là mình để nuôi vài tuần, chờ nó đẻ xong rồi giết thịt sao ông nhé." "Bà có điên không đấy? Con chó biết nói à, mà bà lại bảo là nó van xin bà, vớ vẩn." Nói đoạn, ông bước huỳnh huỵch ra sân, cầm cái chày bằng gỗ lim đen bóng. Đớp! Bà Thường chạy ra đến nơi, đã nhìn thấy con chó vàng nằm chết, không kịp tru lên một tiếng. Hai mắt nó ướt nhèm, mổ bụng lòi ra 5 con chó con còn chưa đủ hình hài. Bà Thường bỗng thấy sống lưng ớn lạnh. 6 giờ chiều mới làm thịt xong 9 con chó. Ông Trường chồng bà phải huy động thằng Tuấn, con trai cả, đang học lớp 12, nghỉ học thêm để phụ ông chở lên thị trấn. 2 bố con đi 2 xe. Buổi tối, bà Thường chờ mãi không thấy chồng và con về. Sốt ruột điện thoại cho chồng thì nghe tiếng gắt: "Tôi với thằng Tuấn đang uống rượu trên đám cưới, khuya mới về, bà ngủ trước đi." 11 giờ đêm, chồng con vẫn chưa về, ruột bà Thường nóng như lửa đốt. Tiếng chuông điện thoại kêu reng, tiếng thằng Tuấn hốt hoảng: "Mẹ ơi, bố con bị tai nạn chết rồi." Sau này, thằng Tuấn kể, tan bữa tiệc cưới, 2 bố con phóng xe về. Bố đi trước, con đi sau. Đột nhiên, xe ông Trường đâm thẳng vào gốc cây bên đường.
xe máy đổ ầm. Ông Trường ngã vật xuống đường, đầu đập vào tảng đá, vỡ toang. Sau cái chết của chồng, nhớ lại lời dặn của bà cụ ăn xin hôm nào, bà thường thấy chần chận. Lẽ nào lời tiên tri về đại họa giáng xuống nhà bà là thật? Nhiều đêm không ngủ, nằm vắt tai lên trán, bà cũng định bụng dừng lại nghề giết mổ. Nhưng nghĩ đến khoản lãi tiền triệu, tiền trăm mỗi ngày, bà lại thấy tiếc. Vả lại, hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, bà không cố gắng kỳ cướp, sau này lấy đâu ra tiền mà lo lắng tương lai cho chúng. Một hôm, bà thường bảo Tuấn, con học xong lớp 12 thì ở nhà giúp mẹ, học hành tốn kém, ra trường lương ba cọc ba đồng, sống sao nổi. Tuấn nghe lời mẹ, vài tháng sau Tuấn đã trở thành anh đồ tể sắt tay, tiền kiếm như nước, gái trong vùng mê Tuấn như điếu đổ. Nhiều gia đình muốn gả con cho Tuấn vì Tuấn vừa khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, lại kiếm được tiền. Cuối cùng Tuấn quyết định lấy cô Khoa, hoa khôi của thị trấn. Cưới con trai đầu, bà thường làm cỗ tưng bừng suốt ba ngày ba đêm, khách mời dự đông nườm nượp, gà vịt giết không biết bao nhiêu mà kể. Bà thường khang hết cả tiếng, nhưng mặt vẫn ngời ngời như hoa. Song niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trước hôm đón dâu một ngày, đêm muộn khi khách về hết, chú rể lụi hụi mắc lại đèn chùm trong phòng ngủ. Chẳng hiểu hí hoái thế nào, bị điện giật chết. Ngày cưới trở thành ngày tang, bà thường ngã ngửa người, khóc ngất lên ngất xuống. Gắng gượng lo xong đám tang cho con, bà thường lăn đùng ra ốm, suốt ngày nằm bệt trên giường, mỗi bữa chỉ húp được vài thìa cháo loãng. Đúng 3 tháng 10 ngày, bà mới nhóc nhách ngồi dậy, lần thành giường tập đi. Bà bắt đầu tin vào luật nhân quả, vào ác nghiệp sát sinh mà mình gieo rắc suốt mười mấy năm. Bà thỉnh mời các nhà sư đến nhà, lập đàn tế lễ, giải nghiệp suốt 3 ngày 3 đêm, rồi mua cả tạ lương, ốc, cá để phóng sinh. Bà bảo thằng Công, con trai út của bà, mẹ cả đời vất vả hành nghề sát sinh cũng chỉ vì muốn tạo dựng tương lai tốt đẹp cho con. Con gắng học cho tốt, sau này có không ăn việc làm đàng hoàng tử tế, đỡ khổ con à. Công đang học lớp 12 trường huyện. Nó học rất giỏi, mơ ước thi vào trường đại học an ninh. Một buổi chiều đi đá bóng cùng đám bạn về, nó thấy đau đầu gối, chân trái. Cứ nghĩ là do chạy nhiều nên nó cứ cắn răng chịu đau. Mấy tuần sau đầu gối sưng to, nhức nhói suốt đêm không ngủ được. Bà thường đưa nó đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng để khám. Xét nghiệm khối u to như quả trứng gà, bác sĩ kết luận nó bị ung thư xương. Nó khóc ầm lên, bà thường thì chết lặng. Nghe bác sĩ tư vấn, bà đưa thằng Công xuống bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 5 tháng sau, khối u càng to, bà chuyển nó về Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn điều trị thêm 5 tháng nữa. Bác sĩ khuyên nên cắt chân, nhưng thằng Công giãi nảy. Nó mới 18 tuổi đầu, cắt chân đến tận đùi thì đâu còn ước mơ trở thành chiến sĩ an ninh. Bà thường vuốt nước mắt đưa con về nhà, chữa trị bằng đông y. Hãy cứ nghe đồn ở đâu có thuốc hay thầy giỏi là bà lần mò tìm đến. Của nã trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Cho đến lúc sạch sành sanh, cũng là lúc khối u ở chân Công to như cái cối đá lỗ. Da căng mọng, tím tái, gân xanh nổi chằng chịt. Một ngày, khối u vỡ ra, máu mủ chảy lên láng khắp giường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Rùi nhặn từ đâu bay đến ào ào. Bà thường phải giăng mùng kín mít suốt ngày. Chốc chốc bà cầm cái quạt đập đánh đập vào thành màng, xác ruồi rơi rào rào. Thế mà một lúc sau cả cái màng lại đen kịt ruồi bâu.
mùi hôi thối bốc sang cả những nhà xung quanh. Hàng xóm phải đóng cửa nhà kín mít. Công người gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, khối u ở chân trông càng to càng khủng khiếp. Vết loét ngày càng ngoác rộng, trông như miệng con chó thui. Công kêu la rền rĩ suốt ngày đêm vì đau đớn. Ngay người trong thôn mất là dùng nhựa con cốc nhỏ lên vết loét, khối u sẽ khỏi. Bà thường đi bắt liền 5 con, dùng dao chặt đứt đôi thân rồi quẹt lên thành miệng vết loét. Tiếc rẻ, bà dùng vải xô bó chặt thân 5 con cốc lên trên. Thằng Công hét toáng lên như con lợn bị chọc tiết. Xót quá mẹ ơi, con không chịu được nữa đâu, mẹ giết con đi, con đau đớn lắm. Một buổi chiều, một nhà sư già bộ hành ghé vào nhà bà xin hớp nước. Biết hoàn cảnh éo le của bà, nhà sư bảo: cháu nó bị thế này là do gánh nghiệp sát sinh của chị. Mệnh của cháu hết rồi, không cứu được nữa đâu. Chi bằng chị đưa cháu đến quán Thế Âm Tịnh Thức ở xã Hiệp Đức, huyện An Đức, tỉnh Lâm Đồng. Ở đó có ban hộ niệm Phật A-di-đà. Chị nhờ sư trụ trì và các Phật tử trong ban hộ niệm tụng kinh niệm Phật, trợ niệm trợ duyên, giải nghiệp cho cháu bớt đau đớn, ra đi thanh thản, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bà thường cất công đưa con trai đến chùa Quán Thế Âm, xin các sư thầy niệm tụng kinh Phật, trợ niệm trợ duyên, giải nghiệp cho công bớt đau đớn. Cửa Phật từ bi, quả tình luôn dang rộng cánh tay với mẹ con bà. Sư chú Hiền ở chùa Quán Thế Âm kể: lúc ra mở cửa, vừa nhìn thấy cái chân voi với khối u khủng khiếp, bốc mùi hôi thối nồng nặc, máu mủ chảy tông tỏng, tôi muốn buồn nôn, sởn hết cả da gà. Đã nhận hàng trăm ca hộ niệm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có người bệnh nào lại trong tình trạng kinh khiếp đến như vậy. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xác xơ, khổ đau tột cùng của người mẹ, cùng lời van xin đến tội tình: xin sư chú rủ lòng thương cứu vớt, mẹ con đã hết đường sống rồi. Nhìn cảnh cháu Công còn da bọc xương nằm trên rỉ, tôi không đành lòng chối từ. Tôi liền thư chuyện với sư thầy trụ trì Đại Đức Thích Giác Nhàn. Thầy bảo: cửa Phật từ bi che chở mọi khổ đau của kiếp người, con cứ nhận họ vào. Từ hôm đó, hằng ngày vào mỗi buổi sáng và chiều, sư chú Hiền, sư chú Sơn và 40 Phật tử trong ban hộ niệm đã ngồi xếp bằng thành vòng tròn tụng kinh niệm Phật cho Công. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khắp căn phòng. Một số người không chịu đựng được đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tiếng kêu la của Công nhiều khi át cả tiếng mõ, tiếng chuông. Hai sư chú và các Phật tử vẫn nhấp lòng nhất tâm hộ niệm suốt 2 tiếng. Máu mủ từ vết loét to ngoạc nhỏ tổng tổng xuống tấm mền lót bên dưới. Một lúc là phải thay tấm mền khác. Một ngày 3 lần, sư chú Sơn đi găng tay y tế, luồn qua miệng khối u, thọc sâu vào bên trong đến tận khuỷu tay, móc dần những cục thịt thối ra để cho Công bớt đau. Chú làm ân cần, dịu dàng. Khuôn mặt chú hiền từ, vừa làm chú vừa nói với Công: sư chú biết con đau lắm, nhưng nếu con cứ kêu rên như thế sẽ khiến con càng đau, càng mệt. Con hãy nương vào lời tụng niệm A-di-đà Phật mà các bác, các cô chú ở đây đang tụng cho con. Và con hãy tụng theo. Sư chú tin con sẽ bớt đau. Công làm theo. Từ bấy, nó thấy bớt đau nhiều. Sư chú Sơn kể: mấy ngày sau, Công không kêu rên nữa. Cậu thành tâm niệm Phật. Điều kỳ lạ là mùi hôi thối bớt dần. Ai cũng ngạc nhiên và càng tin vào sự vi diệu của đạo Phật. Vì thế, càng hết lòng hộ niệm cho cậu ấy. 1 tháng sau, vào buổi sáng, khi sư chú Sơn đang lựa tay khẽ khàng móc từng mảng thịt thối trong khối u khổng lồ,
không khẽ khàng bảo. Chú Sơn ơi, tối qua con nằm mơ, thấy Phật Di Đà về đón con đi. Ngài mặc áo vàng rực, tay cầm đóa sen vàng, ngài mỉm cười với con chú ạ. Thì con có sợ chết không? Chú Sơn hỏi. Con chỉ sợ đau chứ không sợ chết. Chú vẫn bảo con, nếu con thành tâm niệm Phật hằng ngày, con sẽ được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc con gì. Sư chú Sơn mỉm cười gật đầu. Công bảo, con muốn gặp mẹ con. Khi mẹ ngồi bên, Công nói giọng nhẹ nhàng nhưng rành rọt. Mẹ ơi, con bị bệnh thế này là do mẹ tạo nghiệp sát sinh suốt 15 năm đó. Mẹ đừng làm nghề giết mổ gà vịt nữa nha. Dù cho phải đi ăn xin, mẹ cũng không được làm. Mà mẹ chuyển hẳn sang ăn chay trường đi, còn ăn mặn là còn cộng nghiệp cho những người hành nghề giết mổ. Buổi chiều hôm ấy, Công trúc hơi thở cuối cùng trong tiếng mõ lời kinh của ban hộ niệm chùa Quán Thế Âm. Công ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không rên la, không đau đớn, khuôn mặt hồng hào như người đang ngủ. Điều kỳ lạ là toàn thân tỏa mùi thơm như hương trầm và mềm mại. Mềm đến độ sư chú Sơn nhấc cả hai tay của nó lên, lắc lư. Cổ tay, những ngón tay trắng hồng của Công lắc lư theo như múa. Cả khán phòng bỗng vang lên A Di Đà Phật, như tiếng reo vui của niềm tin của những người con Phật vào Phật pháp nhiệm màu. Cũng ngay buổi chiều hôm ấy, mẹ cậu đã xin sư trụ trì xuống tóc đi tu. Trong lễ hỏa táng Công tại thành phố Đà Lạt, Đại Đức Thích Giác Nhàn đã kể một tích trong kinh Pháp Cú. Lúc Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo ở tại tỉnh xá Trúc Lâm, cách đó không xa, có tên đồ tể Quân Gia sống bằng nghề mổ heo. Mỗi lần giết heo, ông ta trói heo thật chặt vào cột và nện nó bằng một cây chài vuông, rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng, đổ nước sôi lên lưng heo, làm tuột lớp da đen và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc. Cuối cùng, ông cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn, rồi xẻ thịt lột da. Quân Gia hành nghề như thế gần 20 năm. Dù Đức Thế Tôn ở tỉnh xá cách đó không xa, mà chẳng khi nào Quân Gia cúng dường ngày, dù là một cành hoa hay một nắm cơm. Hắn cũng không làm một việc công đức nào cả. Cho đến một ngày, ông ta mắc bệnh, và dù ông ta vẫn còn sống, nhưng lửa của địa ngục A Tỳ đã bốc cháy trước mặt. Khi cực hình địa ngục giáng xuống đồ tể Quân Gia, ông ta bắt đầu kêu en ép, bò bằng tay và đầu gối. Người nhà rất kinh khiếp, tìm mọi cách bịt miệng ông ta, chặn các cửa và nhốt ông ở trong nhà. Suốt 7 ngày, chịu sự đau khổ cùng cực của địa ngục, ông luôn mồm trống en ép như heo. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng kêu en ép ồn ào. Khi về tỉnh xá, bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, suốt 7 ngày qua, cửa nhà đồ tể Quân Gia đóng kín và ông ấy vẫn tiếp tục giết heo. Thế Tôn nghĩ xem, biết bao nhiêu heo bị giết. Thật từ trước tới nay chưa thấy ai độc ác và dã man như thế. Đức Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với việc làm ác đã sẽ đến đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà, kêu la en ép như một con heo suốt 7 ngày. Hôm nay, ông ta sẽ chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nói xong, Thế Tôn đọc pháp cú. Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hay đời sầu, nó sầu, nó ưu não,
thấy nghiệp ấy mình làm. Thầy Thích Giác Nhàn bảo, chuyện đồ tể quân gia bị quả báo, chịu cực hình suốt 7 ngày lúc cuối đời, được ghi lại trong kinh Tạng là một điển hình của quả báo nhãn tiền. Không chỉ chuyện ngày xưa, ngay hiện tại đây, hãy bình tâm nhìn ra xung quanh chúng ta để nhận thấy kết cục thảm hại của những người, những gia đình sống ác, làm các điều bất thiện. Không kể họ là ai, nếu không biết phục thiện, chạy theo các ác, thì chắc chắn sẽ bị quả báo xấu. Và không cần đợi xem những quả báo ở kiếp sau, ngay trong đời kiếp này thì chúng ta cũng có thể thấy quả báo nhãn tiền của nhiều người. Chính những cái thấy về nhân quả một cách chân xác xảy ra ngay trước mắt ấy sẽ thức tỉnh chúng ta hướng về điều thiện, bỏ ác làm lành để bản thân, gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Câu chuyện thứ ba, hậu vận bi thương của gia đình ba đời làm nghề đồ tể. Chuyện chúng tôi sắp kể xảy ra cách đây đã ngót 10 năm. Tất cả những nhân vật chính trong câu chuyện này đều đã trở thành người thiên cổ. Nhưng những sự việc rùng rợn, bi thương của cả gia đình hành nghề đồ tể có truyền thống ba đời ấy vẫn còn lưu truyền, ám ảnh người dân làng Phan Thiết đến tận bây giờ. Và vào những lúc trại dư tửu hậu, người ta vẫn kể về nó như một minh chứng sống động cho thuyết nhân quả mà người dân lành lẽ miền quê ấy đã tin từ bao đời. Làng Phan Thiết có nhiều người hành nghề đồ tể, nhưng nổi đình nổi đám nhất vẫn là gia đình anh Trường, có truyền thống ba đời làm nghề sát sinh. Ông nội Trường vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho binh lính Pháp tại các doanh trại thời Pháp thuộc. Thừa hưởng tài hoa của ông nội, bố Trường nấu nướng rất ngon. Quán lòng lợn, tiết canh của ông trên con đê đầu làng, lúc nào khách cũng đông nườm nượp. Quán không chỉ thu hút đám thực khách trong làng, mà dân mê nhậu khắp vùng cũng phải lòng mê mẩn. Vì lòng lợn của quán ông vừa tươi vừa ngon, vừa giòn vừa ngọt. Lợn vừa mổ xong, cổ lòng nào ngon nhất là ông giữ lại cho quán. Xơi miếng lòng thơm nức, ngâm trong bát nước dùng, nhúng mấy cọng hành bốc hơi nghi ngút. Thực khách vừa nhai vừa xích xoa mà ban tặng những mỹ từ: thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Có nhà thơ nổi tiếng ở Hà Nội một lần ghé quán ăn, hùng hồn tuyên bố: tôi đã ăn lòng lợn khắp Bắc Chí Nam, nhưng chưa bao giờ ở đâu là có lòng lợn ngon như ở đây. Phàm đã ăn lòng lợn ở đây thì không thể ăn ở đâu khác được nữa. Từ đấy, cứ chủ nhật hàng tuần, ông thi sĩ sành ăn ấy lại phóng xe máy từ Hà Nội vào thưởng thức thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Nổi tiếng thế, nhưng phải đến đời Trường, cơ nghiệp của gia đình ấy mới thật sự phức. 6 tuổi đầu, Trường đã được bố tẩm bổ mỗi sáng một bát tiết tươi và quả mật lợn nóng hổi. Khi con dao bầu sáng lóa vừa chọc vào yết hầu con lợn, máu xối ra như thác, bố Trường vội hứng đầy bát con, ngửa cổ uống ừng ực một hơi cạn. Bát thứ hai ông dành cho Trường. Quả mật vừa bứng khỏi bụng con lợn còn bốc hơi, ông ngửa cổ phùng mang trợn mặt mà nuốt. Ông cười khà bảo: thiên hạ ngu lắm, chỉ biết đến mật gấu, mật hầm, mật rắn mà không biết chi đến mật lợn. Trong các bài thuốc cổ trị viêm xoang, viêm mũi, hiếm có loại mật nào sánh bằng mật lợn. Nó có vị đắng, mùi tanh, tính lạnh, có tác dụng giảm đau, tiêu sưng, sát khuẩn, thông đại tiện, kích thích tiêu hóa và bài tiết mật, chống viêm kháng khuẩn, bổ tỳ vị rất tốt. Theo y học cổ truyền, tỳ vị thuộc hành thổ, có chức năng hấp thu, vận chuyển chất dinh dưỡng để nuôi các bộ phận khác trong cơ thể. Tập trung ôn bổ tỳ vị chính là giúp giải quyết nguyên nhân sâu xa của mọi loại bệnh tật. Chính vì sùng bái công năng của mật lợn, nên ngày nào
ông cũng ép thằng con trai mới 6 tuổi đầu nuốt một quả. Và lần nào Trường cũng khóc ngất vì nghẹn và đắng. Sau dùng riết thành quen, Trời nghiện nuốt mật lớn sóng từ lúc nào không hay. Không biết có phải nhờ công dụng của cả núi mật lợn khổng lồ ấy không mà Trường lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu. 17 tuổi, Trường đã cao 1m8, cơ bắp cuồn cuộn. Từ bé đến lớn, chẳng bao giờ hắt hơi sổ mũi, ốm đau gọi là. Và nghiễm nhiên, Trường trở thành một người kế thừa nghiệp đồ tể gia truyền. Kỹ năng giết mổ lợn của Trường đạt đến trình độ thượng thừa. Các tay đồ tể khác, khi giết mổ lợn, thường cần 2-3 người hỗ trợ giữ chân trước chân sau. Riêng Trường, dù lợn to, nặng đến mấy, cũng chỉ làm có một mình. Tài lầm lầm chiếc chài gỗ lim đen, bóng dài, một thước, trao truyền từ đời ông nội. Áo sắn quá khuỷu, cơ bắp cuồn cuộn rắn đanh như lực sĩ, chân đi ổn cao đến gần đầu gối. Trường rón rén bước gần đến con lợn đang lùi dần vào góc chuồng. Đớp! Nhanh như chớp, một nhát chày ngang gáy, con lợn quay lơ không kịp kêu lên một tiếng. Đớp! Con thứ hai đổ gục. Cứ thế, chỉ trong vài tích tắc, cả đàn lợn nằm lăn quay. Trường khom mình túm hai chân sau, lôi sền sệt con lợn lên bệ xi măng lạnh ngắt. Phập! Con dao bầu sáng loáng đâm một nhát trúng yết hầu, máu tuôn xối xả xuống cái chậu nhôm to, không giải đành đạch, không một tiếng kêu en ét. Chọc tiết xong, Trường lý con dao bầu vào hòn đá mài to tổ chẳng bên cạnh cho sắc lẹm, rồi cạo lông sồn sột, chẳng cần đến chảo nước nóng để nhúng lợn. Bị lợn trắng bệch nhưng chân lông vẫn còn nguyên. Chẳng sao, bây giờ mấy ai còn ăn bị lợn? Trường giải thích. Nhẹ nhàng, nhàn nhã, thông dong, im ắng. Thế mà đến 5 giờ sáng, mấy con lợn đã làm xong. Thịt đã ra thịt, xương đã ra xương để các lái buôn chở đi. Các bậc cao niên trong làng ngồi uống trà với nhau rủ rỉ. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Ở cái làng này, phần lớn những gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không có tốt, gặp họa đến nhiều đời sau. Nhà Trường bổ ngựa bạch thường thừa cũng không ngoại lệ được đâu. 19 tuổi, Trường đã đòi cưới vợ. Trường bảo, nóng máy bỏ sự, nhịn thế nào được. Vợ Trường tên Hường, 18 tuổi, đảm đang tháo phát, con ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng làng bên. Lấy Hường, Trường như hổ mọc thêm cánh, kinh doanh càng phát đạt, các quầy đại lý bán thịt mở rộng ra tận Hà Nội. Mỗi ngày thịt 5-6 con, dịp giáp Tết mỗi ngày thịt cả chục con, Trường kiếm tiền như nước. Năm 2000, vợ chồng Trường xây cất ngôi biệt thự 3 tầng lộng lẫy với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, vênh vênh vươn khỏi lũy tre làng. Ở trên nóc tòa biệt thự, Trường đắp hình 4 con chim đại bàng bằng xi măng, vẽ màu sặc sỡ, đang dang rộng đôi cánh. Trường bảo, 4 thằng con trai tôi đó, tôi muốn sau này chúng nó phải có sức mạnh, phải thành công, phải có danh với đời như vị chúa tể bầu trời kia. Chứ cứ như tôi á, sống ở vùng ao tù đất động này, dẫu có là đại gia cũng chỉ là đại gia xứ mù. Với một làng thuần nông như Phan Thiết, ngôi biệt thự đó hoành tráng, rực rỡ, xa xỉ như cung vua phụ chúa. Ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm nghía, trầm trồ. Có điều trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng thế thôi, chứ nói về gia đình Trường, người dân Phan Thiết vốn nổi tiếng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa, nhiều người thành danh trong xã hội, vẫn có gì đó khinh miệt. Ôi giàu, nhưng đồ tể ấy mà, nhiều tiền thật đấy, nhưng thất học thì cũng chẳng vẻ vang gì. Các bậc cao niên trong làng thì ngồi uống trà với nhau rủ rỉ. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Tôi cứ ngấm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay ở cái làng này. Phần lớn những gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không tốt,
gặp họa đến nhiều đời sau. Như vợ chồng ông Long, mổ lợn ở đầu thôn, hai vợ chồng ở với nhau suốt mấy chục năm mà không có nổi mụn con. Về già, cả hai vợ chồng đều bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu, thối da thối thịt. Đến lúc chết, chính quyền xã phải đứng ra lo tổ chức ma chay. Rồi anh Trương, chủ cửa hàng thịt chó gần chùa làng, 39 tuổi đã mắc bệnh ung thư gan. Bụng Trương to như cái trống, nằm kêu rên ư ử suốt ngày đêm, đau đớn vật vã đến tận lúc chết. Mà nói đâu xa, ông nội tai Trường kia, sáng sớm tình mơ ngồi đun chảo nước sôi làm lợn, chả biết trúng phong hay ngủ gật, ngã vật xuống đất, đầu thì vùi vào chảo lửa. Đến lúc vợ con phát hiện, nhất dậy thì cả cái mặt bị lột da, trắng bệch như thủ lợn vừa cạo lông, cả nhà chết khiếp. Ông bố Trường khi đó mới ngoài 50 tuổi, buổi trưa ra đình làng uống nước với cụ Thủ Từ. Vừa rít điếu thuốc lào, ông kêu tức ngực, khó chịu trong người. Ông lững thững đi về nhà nằm nghỉ. Lát sau, đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của bà vợ. Ôi làng nước ơi, ông nhà tôi bị làm sao thế này? Hàng xóm chạy đến, thấy ông nằm bất động trên giường. Lai không cửa, gọi chẳng thưa. Khi bác sĩ đến kiểm tra mạch, đo huyết áp, bỗng dưng toàn thân ông co giật đùng đùng, rồi học ra một đống máu. Ông chết một lúc rồi mà dòng máu tươi vẫn rỉ ra từ miệng. Nhìn thấy cảnh ấy, ai cũng hãi. Cho nên, mọi thứ trên đời đều rất vô thường và đều có nhân, có quả. Sung túc như vợ chồng tại Trường đấy, nhưng chẳng biết hiểu họa ập đến lúc nào đâu. Những lời bình phẩm ấy nhiều lần đến tai vợ chồng Trường. Trường cười khẩy, mẹ sư chúng nó nghèo lười không chịu lao động nên rỗi hơi ngồi xăm soi bàn tán chuyện nhà ông, cứ ngồi đấy mà hóng chờ xem ngày bố mày chết, có mà 100 tuổi bố mày mới chịu chết cho nhé. 49 tuổi, người rừng rực cơ bắp, Trường lao vào hết cuộc giăng gió này đến vụ mây mưa nọ, quay cuồng trong nhịp sống phóng đãng. Trường không biết đến mệt, ngưng nghỉ. Nghe thấy ở đâu có gái đẹp là Trường mò đến, tán tỉnh vần vò chán chơi, Trường lại đá phốc. Một lần biết chồng xí sớm với cô chủ quán karaoke ngoài thị trấn, cô vợ tìm đến tận nơi. Móng vuốt chưa kịp cào cấu kẻ tình địch, thì đã bị ăn một cái tát nãy đâm đớm mắt. Cút về ngay, mày muốn chết phải không, đồ con lợn? Trường rít lên qua kẻ răng. Khổ thân cô vợ quê mùa, lủi thủi quay về, vừa đi vừa tắm tức khóc. Trường tâm sự, nghĩ thương hại, tháng tao cũng vào ngủ với nó có một đôi lần. Gái già, người thì gầy đét, sung sướng cái quái gì? Thở dài cúi mặt, Trường chậm rãi nói như một nhà hiền triết. Đời người ngắn lắm, phù du lắm, tiền tài địa vị công danh phù du tất, chỉ duy có đàn bà là cái khiến người ta đáng sống thôi. Đam mê nhục dục, Trường không tiếc tiền cho việc bồi bổ sức khỏe, kết thân với mấy tài lái buôn ngựa ở Bắc Giang, Sơn La. Nghe họ quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạch, Trường đam mê chuyển sang sưu tầm loại cao này. Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng, Trường lại mua cả con về giết mổ tại nhà, thịt thì đem ra chợ bán, xương nấu cao, một phần để dùng, một phần bán. Một hôm, tay lái buôn từ Sơn La dắt xuống cho Trường một con ngựa trắng, mắt thao đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai mắt ngựa đỏ rực như than lửa. Bộ phận sinh dục, mũi mõm có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng, màu cước ánh bạc. Đây là giống ngựa rất quý hiếm. Trường sướng rơn như bắt được vàng. Tài lái buồn dặn, con này đang có chữa, nếu bắt sợ thì hãy chờ khi nó đẻ xong, hãy thịt.
ngót 30 năm làm nghề giết mổ, lại vốn vô thần vô thánh, Trường đâu biết sợ là gì. Buổi tối hôm đó, vợ Trường đi xuống nhà dưới, cạnh chuồng nhốt ngựa, ghé qua ô cửa sổ, bỗng chị hét toáng lên. Trường hất hải chạy xuống quát lớn: "Cái gì thế, có sao không?" Chị vợ mặt cắt không còn giọt máu, nói hổn hển qua hơi thở đứt quãng: "Mình ơi, tôi vừa nhìn xuống chuồng, thấy có người đàn bà đang nằm ôm con khóc. Rướn mắt nhìn kỹ lần nữa, tôi vẫn thấy họ. Người mẹ ấy nhìn tôi ánh mắt như văng lân, trông tội nghiệp lắm. Sợ quá tôi mới hét lên. Mình ơi, tôi nghĩ đó là điềm xấu. Mình đừng giết con ngựa bạch ấy nhé." Trường ngửa cổ cười ha hả: "Bà xem phim mai cho lắm vào, rồi nhìn người tưởng ngựa, nhìn ngựa tưởng người. Chưa biết chừng có ngày bà nhìn tôi lại tưởng là chó, cho một nhát dao thì toi đời. Thôi, lên giường ngủ đi, bà bị điên đến nơi rồi." Tờ mờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ ở sân nhà Trường. Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong, chảo nước sôi reo ùng ục. Thằng Ca, con trai út của Trường, 16 tuổi, sức phúc lực lưỡng như bố, hăm hở vào chuồng dắt ngựa. Nó kéo mũi, rồi đánh chửi. Con ngựa vẫn nằm im, không chịu đứng lên. Thế vậy, Trường và mấy người bạn huỳnh huỵch chạy vào. Vừa nhìn thấy Trường, con ngựa bỗng nhõm dậy, hai chân trước quỳ xuống như van xin. Từ trong đôi mắt màu thao đồng của nó, hai dòng nước mắt ứa ra. Anh Chương, bạn của Trường, thấy vậy liền khuyên Trường không nên giết thịt. Nhưng Trường phủi tay, không tin vào chuyện nhảm nhí. Đớp! Cánh tay lực sĩ cuộn cuộn cơ bắp của Trường, vung chiếc phồ thép nhanh như một tia chớp, giáng thẳng xuống đầu ngựa. Con ngựa ngã khuỵu xuống nền gạch. Nhanh như cắt, Trường rút con dao nhỏ xíu, cỡ hai đầu ngón tay, xiên một nhát thật ngọt ở cổ. Máu ọc ọc chảy ra, ngập hai chiếc chậu lớn, tràn cá ra nền sân. Cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Cũng vẫn còn dao nhỏ đó, Trường rạch một đường ở cổ. Cứ một tay kéo da, một tay lướt con dao nhỏ rất điệu nghệ. Bộ da ngựa rất lớn, tuột khỏi thân, lộ lộ một đống thịt. Những đường dao thoăn thoắt như múa, từng mảng thịt được lóc ra. Đầu, chân, xương lần lượt được tách rời. Tính ra mất 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại đống bầy nhầy, lòng phèo nằm giữa sân. Thịt xương đã thành đống riêng biệt. Tội nghiệp chú ngựa con chưa thành hình. Trường sai vợ đem rửa sạch với nước gừng rồi cho vào chiếc bình ngâm rượu. Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ, vợ Trường sai thằng con thứ chở xe máy đi đến các đại lý thu gom tiền. Trường ở nhà mở tiệc linh đình, rượu cao ngựa bạch, uống với thịt bắp ngựa bạch trần, vừa ngọt vừa thơm, vừa bùi, rượu vào không biết bao nhiêu mà kể. Các bình rượu này lại lôi hũ rượu khác. Đúng lúc Trường mặt đỏ phừng phừng như gà chọi, phùng mang trận mắt, hồi chân múa tay, quảng cáo về công năng huyền diệu của cao ngựa bạch. "Thú thật với các bác, trước đây kinh của em nó cứ loãng tần tệt, em chỉ lo nhà em mất giống, thế mà chơi năm lạng nó bỗng sánh sành sạch. Mới quệt ngang quệt dọc vài cái, vợ em đã oán bụng rồi. Năm nay em ngót nghét 50 mà lúc nào cũng sẵn sàng xung trận, đêm bãi ngày ba vào ra không kể, bà xã nhà em sướng đứa đừ đừ." Bỗng nghe tiếng ngoài ngõ lao xao, tiếng ai đó gào to: "Ông Trường, ra ngoài đường quốc lộ mà nhận xác vợ con về." Trường vội vã buồn bát lao lên xe phóng như điên. Ra đến đầu làng giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông xúm đen xúm đỏ, cố hết sức chen lách. Vừa vào đến bờ mương, Trường đứng chết lặng. Dưới lòng mương, xác hai mẹ con nằm bẹp,
hai bánh trước xe ô tô tải đè ngang ngực. Máu mũi, máu mồm, máu tay chảy lênh láng. Giữa lòng xe, chiếc xe lít nát vụn. Trường kêu học lên một tiếng rồi đổ gục. Sau này, người tài xế xe tải trình báo với công an huyện. Đang lái xe với tốc độ 50 km/h, đột nhiên anh nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay đầu xe. Anh hốt hoảng đánh vô lăng sang trái. Đúng lúc chiếc xe lít chở vợ con Trường vừa tới. Xe lao đầu xuống mương. Lái xe may mắn thoát chết, rung rung mở cửa xe bước xuống. Tài xế rợn người khi nhìn thấy xác hai người bị bánh trước của xe ô tô đè lên. Hắn vội vã bỏ chạy. Vụ tai nạn giao thông rùng rợn với cái chết thương tâm của hai vợ con Trường xảy ra vào cuối tháng 9, thì đến đầu tháng 11, người con trai cả của Trường sinh năm 1974 tự dưng lăn đùng ra chết. Cậu này không làm nghề mổ, được ăn học tử tế, làm giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Đang tuổi sung sức làm ăn, người văn phát, khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Thế mà một đêm đang ngồi xem tivi, anh đột nhiên kêu mệt, đau đầu nên vào buồng ngủ. Nửa đêm anh lên cơn co giật, máu mũi, máu mồm ọc ra. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng anh đã chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu trai cả khiến Trường hoang mang. Trường đi xem bói, thầy phán rằng gia đình bị một oan hồn báo án. Trường kể lại việc giết con ngựa bạch mang thai nọ cho thầy nghe. Thầy bảo đó là do linh hồn con ngựa báo án. Từ hôm đó, Trường bắt đầu xì sụp cúng bái, sắm đủ lễ vật, rước các thầy chùa về lập đàn giải nghiệp oán, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Mọi thứ tạm yên được một thời gian. Ăn Tết xong, người con trai thứ ba của Trường đột nhiên lăn đùng ra ốm. Cậu này đô con như lực sĩ, mổ lợn nhanh thoăn thoắt, tương lai kế thừa ngôi vị đồ tể của Trường. Đêm cậu kia mất ngủ, ngày chán ăn, người cứ mệt rũ ra. Thỉnh thoảng chợp mắt được một tí thì toàn nằm mơ thấy ác mộng, bị ngựa đá, chó cắn, xe đâm, la hét ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện tây y, đông y điều trị, nhưng các bác sĩ chẳng phát hiện ra bệnh gì. Người càng gầy yếu. Mùa hè năm đó, cậu trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của cậu khiến Trường sợ hãi. Trường bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình, bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, gia đình Trường mất 4 mạng người, vợ và 3 thằng con trai. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng con trai út, 17 tuổi, đang học lớp 11 trường huyện. Cảm gác lại chuyện mổ xẻ giết thịt, Trường chăm sóc con từng bước. Đích thân ngày 2 buổi đưa đón con đi học. Về nhà, Trường giữ rịch nó ở trong nhà, không bóng đá, không đi bơi. Thế rồi buổi trưa nọ, trong lúc Trường ngủ say, cậu út lẻn ra ngoài, đi bơi cùng với đám bạn. Trước cửa đình làng có hồ 3 mẫu rất rộng, nước trong. Mùa hè, đám thanh niên và trẻ con trong làng ra hồ bơi ì ầm suốt ngày. Cậu con út của Trường bơi rất giỏi. Vậy mà hôm ấy, chẳng hiểu sao nó lại bị chết đuối. Mãi chiều muộn mới vớt được xác nó lên bờ. Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phình, da trắng bợt như con lợn vừa cạo lông, Trường học lên một tiếng. Ôi con ơi! Đột nhiên máu đen từ mũi, từ miệng xác con ọc ra như tháo cống. Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải khiếp đảm. Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng khiến Trường hoàn toàn suy sụp. Trường suốt ngày ngập chìm trong rượu. Rượu vào là khóc, là chửi, là than. Cho đến một buổi sáng, không nghe thấy tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng kêu than của Trường. Hàng xóm kế bên chạy sang dần qua cửa sổ. Họ hốt hoảng khi nhìn thấy Trường
nằm sõng soài trên nền gạch, máu chảy lênh láng. Phá cửa vào, mọi người rùng mình khi nhìn thấy trên yết hầu Trường một vết cắt ngọt, sâu, máu vẫn còn đang đùng ra. Tay phải Trường vẫn nắm chặt con dao nhỏ, sắc nhọn bằng hai ngón tay. Con dao mà chủ nhật cuối tuần hàng tháng Trường vẫn dùng để xỉa thật ngọt vào yết hầu những con ngựa bạch. Câu chuyện thứ tư. Chuyện đời tội lỗi liêu trai của chủ hàng thịt thú rừng. Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của khách, tôi còn nghĩ ra đủ trò tra tấn, hành hạ, giết thịt các con vật khác tại bàn ăn. Tôi chưa từng biết ghê tai trước cảnh giết mổ nào. Khách hàng càng phê, hú hét, tôi càng hứng. Những nhát dao xẻ thịt càng điệu nghệ. Nhà hàng thịt thú rừng ngon độc lạ, với cách giết mổ tàn độc có 102. Tôi tên là Nguyễn Nhật Tây, quê gốc ở Đồng Nai, nhưng sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung. Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nhận thấy đời sống kinh tế dân mình bắt đầu dư dả. Nhiều người có thú sưu tầm ăn uống những củ ngon vật lạ. Tôi dốc toàn bộ vốn liếng mở một nhà hàng thịt thú rừng đặc sản với ba tiêu chí: ngon, độc, lạ. Nhà hàng bài trí sang trọng, đẹp mắt, dàn nhân viên chân dài, da dẻ nõn nà. Thức ăn thì toàn hàng độc với những công dụng chết người mà hễ vừa nghe quảng cáo qua, ẩm khách phải sôi sùng sục đòi ăn cho kỳ được, như ăn bào thai rắn để ông khỏe bà vui, ăn chuột bao tử sống để đêm bảy ngày ba vào ra không kể. Tôi muốn nói thêm với anh, bào thai rắn thực chất là trứng rắn, bề ngoài giống trứng chim cút nhưng có giá cắt cổ, mỗi quả lên đến vài trăm nghìn đồng. Khi đập phở quả trứng sẽ thấy một con rắn bé tí như đầu đũa, ngon ngoe như con dung đất. Thiên hạ đồn rằng bào thai rắn là một bài thuốc bí truyền của người Trung Quốc. Ăn một lần thì nam giới sẽ có sức khỏe gấp đôi. Món này làm cho thân thể thấy rạo rực, làm chuyện ấy thì miễn chê. Đặc biệt, muốn phát huy hết tác dụng cường dương thì khi đập phở quả trứng, người dùng phải nuốt tươi ngay. Nhiều người đồn đại rằng chuột đồng bao tử, chuột con mới đẻ còn đỏ hỏng, chưa mở mắt, là món ăn độc nhất vô nhị, là vị thuốc bổ thận có 102 của Từ Hy Thái Hậu xứ Trung Hoa. Theo lời đồn này, nếu mổ bụng con chuột cái đang mang thai, môi chuột con đỏ hỏng bên trong ra, nhúng qua nước sôi đưa vào miệng, ăn tươi nuốt sống, thì sẽ mang đến công dụng kỳ diệu cho đàn ông. Sở dĩ có thể ăn tươi nuốt sống bởi chuột bao tử nằm trong bụng mẹ nên đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối. Mùi vị cũng dễ ăn vì nó rất ngọt và béo ngậy. Ngoài món chuột chao nước sôi ở trên, tôi còn rửa sạch chuột bao tử bằng rượu, cồn hoặc nước muối, mổ bỏ lòng ruột, đem ngâm rượu với một số vị thuốc bắc như ba kích, kỷ tử, đẳng sâm. Trong 2-3 tháng, uống loại rượu này rất tốt cho sinh lực đàn ông. Nhưng món ăn độc nhất, quý nhất, tạo nên thương hiệu nhà hàng của tôi chính là món ốc khỉ, thịt khỉ. Chẳng biết từ bao giờ rộ lên lời đồn rằng đây là món đại bổ, có tác dụng tuyệt vời để kích âm cường dương. Và sức mạnh dược tính càng phát huy mạnh mẽ nếu mổ xẻ thú khi đang còn sống. Để tránh ăn phải ốc khỉ dởm, khách hàng đều yêu cầu nhà hàng phải giết mổ tại bàn để ăn ốc tươi. Cho nên, giữa mỗi bàn ăn, tôi đều khoét một lỗ vừa đủ cho chõm đầu con khỉ nhô lên. Khỉ trước khi lên đầu đài đều được trói chặt, nhét dưới gầm bàn, đầu nhô lên khỏi lỗ khoét khoảng 1/3. Một nhát dao thật sắc, thật ngọt như tia chớp lia qua. Chấm đầu con khỉ bay vèo rơi xuống mặt bàn. Một tiếng rú mang dại như tiếng đứa trẻ thét lên. Chanh tươi phắt, hạt tiêu bỏ vào, thực khách
tranh nhau dùng muỗng múc ốc tươi lẫn máu đỏ tứa ra, nuốt ngoàm ngoàm cùng rau răm húng. Tiếng kêu rên thảm thiết của con khỉ càng kích thích đám thực khách, cho đến lúc nó liệm đi, chết trong tột cùng đau đớn, ốc khỉ cũng sạch bành. Trên khóe miệng nhiều người còn vương máu. Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của khách, tôi còn nghĩ ra đủ trò tra tấn, hành hạ, giết thịt các con vật khác tại bàn ăn. Càng dã man, rùng rợn, khách càng sướng. Cắt tiết canh vịt tại bàn, chặt đuôi bò hầm khi nó còn sống, nhốt mèo vào lòng chật hẹp, dùng nước sôi già rót từ từ như rót trà cho lớp lông tự bung, xẻ từng lát thịt khi cá còn dãy đành đạch. Tôi chưa từng biết ghê tai trước cảnh giết mổ nào. Khách hàng càng phê hú hét, tôi càng hứng, những nhát dao xẻ thịt càng điệu nghệ. Năm 2000, tôi cưới vợ, một cô chân dài đẹp đức tiến thành phố biển. Một năm sau, vợ tôi có mang. Nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi, mỗi tuần tôi ép vợ ăn 3 bữa. Đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất, tự tay tôi giết mổ, làm thịt, xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi. Ăn được vài tháng, vợ tôi kêu: "Anh ơi, em sợ lắm rồi, thịt chó rất nóng, ăn vào con sẽ đầy mụn nhọt, lắm lòng và nhiều bớt xanh, đen nữa. Và lại em cứ thấy ác ác thế nào ấy, con chó thân thiết với người là thế, vậy mà nỡ ăn thịt nó. Bữa trước, bạn em còn bảo, ăn thịt chó nhiều khi mang bầu sau này con dễ bị động kinh." Tôi gắt: "Vớ vẩn, đứa nào bảo thế, để anh vả vỡ mồm nó ra. Thịt chó ngon bổ, nhiều đạm. Đấy, em cứ nhìn bắt lực hàng xóm nhà mình kia kìa. Chẳng ngày nào bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60 mà bác ấy khỏe như vằn, người đô con như lực sĩ. Thôi, ráng ăn đi em, cho con nó khỏe." Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ tôi sinh hạ được một bé gái bụ bẩm, kháo khỉnh. Tôi mừng rơi nước mắt. Có điều, lúc tôi chì tay ra bế, đứa trẻ bỗng khóc thiết như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng vỗ về, ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút con bé đã nín. Chuyển qua tay tôi, nó lại khóc ré lên. Vợ tôi bảo: "Chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ. Trẻ sơ sinh năng lượng còn mỏng manh yếu ớt. Thôi thương con, mình chịu khó kiên gần con một thời gian đi." Từ bấy, những lúc nhớ con, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm con. Được 2 tháng tuổi, một hôm con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệch. Vội vã đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận: "Cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu, gây vàng da và niêm mạc. Vi khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của tắc mật, nguy cơ tử vong cao." Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên. Còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tai. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi tu nghiệp từ Úc về. Con tôi được cứu sống. Đến tháng thứ 5, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng. 10 ngày sau, lông mọc càng dày, khoảng 3-4 cm. Cứng, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống hai cái mông. Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ. Nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một vị đạo sĩ dùng thuốc Nam chữa bệnh như thần, tôi tức tốc lên đường. Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi sáng, khí trời lạnh buốt, sương giăng mịt mù.
chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ. Một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vời vợi, cây cối thâm u, khói sương bản lãng. Đường càng lúc càng gập ghềnh, miết mãi trèo đèo lội suối, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ khổ hạnh kia. Lòng không khỏi băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nghe đâu đây tiếng mõ vọng đến chậm rãi, khoan thai. Cốc, cốc, cốc. Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi hăm hở nhắm hướng sơn cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hun hút sâu, trên cao bồng bềnh mây phủ, cây cối xanh mướt giống như chốn bồng lai. Tiếng mõ chậm dần rồi ngưng hẳn. Một dòng suối trong xanh uốn khúc hiện ra trước mắt. Tôi khom mình phốc nước uống. Hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng giật mình, phát hiện có người đứng bên bờ suối. Nhìn kỹ, thấy một cụ già, tóc búi cụ hành, râu bạc như cước, vận bộ quần áo lụa màu trắng. Một cơn gió thoảng qua, râu tóc, tà áo ông phơ phất, ánh mắt hiền từ, thần thái cốt cách như một thiên ông. Bỗng dưng, tôi có cảm giác ông gần gũi quá, quen thuộc quá, cứ như là ông bà, cha mẹ tiền kiếp của mình. Xin cụ làm ơn chỉ đường cho con đến nhà của thầy thờ. Tôi đây, anh đến để nhờ chữa bệnh cho con gái anh chứ gì. Tôi ra đón anh đây. Tôi giật mình. Quái lạ. Đây là lần đầu tiên tôi đến chốn thăm sơn cùng cốc này. Cũng là lần đầu tiên gặp cụ. Sao cụ lại biết tôi lên đây tìm cụ chữa bệnh cho con? Đang vần vì suy nghĩ, cụ tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi. Trước đây, anh có giết thịt con khỉ lòng vàng, trên lưng có đốm đen nào không? Chính con khỉ đó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Tôi lại giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng là cách đây 3 năm, tôi có làm thịt con khỉ lòng vàng, trên lưng có đốm đen, cho nhóm khách quen là các quan chức của huyện X. Lúc lôi nó từ trong lòng ra làm thịt, con khỉ cứ chắp tay lại tôi, lại cả đám quan chức đang háo hức ngồi chờ ăn món ốc khỉ đại bổ. Nhưng như thế thì vô lý quá. Trước tiên, con khỉ phải tìm kẻ bắt nó mà báo án chứ, sau đó là đám quan chức lắm tiền nhiều của. Bọn họ ăn thịt khỉ nhiều hơn con mà, tại sao con khỉ đó lại chỉ nhắm vào mỗi mình con mà báo oán? Đạo sĩ thờ ôn tồn giải thích. Có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt khỉ, giết, ăn, sớm muộn gì đều bị quả báo hết. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mọi người khác nhau, nên thời gian chịu quả báo cũng sớm muộn khác nhau. Hôm nay, anh có đủ duyên đến với ta, cho nên ta mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được. Nói đoạn, đạo sĩ thờ đưa cho tôi 3 thang thuốc, dặn vừa nấu cho cháu uống, vừa tắm cho cháu hàng ngày. Nếu như anh thật lòng sám hối tội giết con khỉ, hàng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con khỉ đó, thì con anh mới hết bệnh. Tâm càng chân thành thì bệnh con anh chuyển biến càng nhanh. Tôi về thực hiện đúng những gì vị đạo sư căn dặn. Kỳ lạ thay, 10 ngày sau, con tôi rụng hết lông, da dẻ nhẵn nhụi như trước. Những cái chết nối tiếp trên tay. Năm 2004, quả báo dồn dập ập đến với tôi.
Cả hai bên gia đình nội ngoại đều tìm cách tránh xa tôi như tránh hổi. Họ bảo thằng Tê giết chóc thú rừng, súc vật nhiều quá nên sát khí nặng lắm, gần nó tôi có ngày. Nhà hàng lại mở cửa, khách đến ăn lại đông nườm nượp, tiền lại vào như nước. Ngày ngày tôi lại quay cuồng trong những trò chém giết, mổ thịt, lột da, mua vui cho khách. Cho đến năm 2004, quả báo dồn dập ập đến với tôi. Mở đầu là cái chết tức tưởi của ông ngoại vợ tôi. Hôm ấy, nghe tin ông ngoại lên cơn hen suyễn, vợ chồng tôi về thăm, mang theo cặp lòng cháo nấu với món ốc khỉ. Tôi tự tay đút cho ông. Ai dè, xúc đến thì thứ ba, ông cụ bị nghẹn, mắt trợn ngược, mặt tím tái, nước mắt vàng giụa, người co cứng. Vài phút sau, ông chết trên tay tôi. Cả nhà vợ án hận vì tôi mà ông chết. Cơn hận chưa nguôi, ít lâu sau, nhờ mối quan hệ với các sếp của tỉnh, là khách hàng thường xuyên của nhà hàng, tôi có chấp nối cho ông cậu ruột bên nhà vợ là chủ thầu xây dựng, nhận một công trình lớn. Một lần cậu tôi đến khảo sát, giàn giáo bất ngờ sập trong lúc công nhân đang đổ bê tông. Chính ông bị khối bê tông đè trúng người, đầu vỡ toát. Chưa hết, hơn 3 tháng sau, mẹ vợ tôi bị cảm sốt phải nhập viện. Chính tay tôi lái xe chở bà đến vì tôi quen thân khá nhiều các bác sĩ ở đây. Bệnh bà không nặng, thế mà vừa vào viện buổi sáng, buổi chiều bà bị sốc thuốc, lên cơn nhồi máu cơ tim, chết trên giường bệnh. Đến tháng 10, cô ruột tôi bị tai biến mạch máu não, vào nằm viện. Mọi người trong gia đình thay phiên nhau trực tại bệnh viện. Chả hiểu sao, đến đúng phiên trực của tôi thì cô mất. Ngẫm ra, cả 4 cái chết đều ít nhiều liên quan đến tôi. Từ bấy, cả hai bên gia đình nội ngoại đều tìm cách tránh xa tôi như tránh hổi. Họ bảo, thằng Tê giết chóc thú rừng, súc vật nhiều quá nên sát khí nặng lắm, gần nó tôi có ngày. Cũng từ bấy, không hiểu sao, nhà hàng thưa khách dần, chuyện làm ăn ngày càng sa sút. Tháng 2 năm 2006, 3 đêm liền tôi nằm mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy mình vắt cuốc ra đồng đào huyệt, huỳnh huỵch mướt mải. Đào xong nhìn xuống dưới huyệt, tôi tá hỏa, thấy em trai tôi nằm dưới đó, máu me bê bét. Tỉnh dậy mồ hôi ướt đầm, tôi hoảng sợ báo cho mẹ tôi biết và nhắc nhở chú em đi lại, giữ gìn cẩn thận. 6 ngày sau giấc mộng kinh hoàng ấy, mẹ tôi gào khóc trong điện thoại. Em con bị tai nạn chết rồi. Tôi vội vã chạy ra hiện trường. Dưới gầm xe khách, em tôi nằm bẹp dí. Tôi ngất đi. 3 ngày sau cái chết của chú em, tôi thỉnh mời một sư thầy ở Đà Nẵng đến nhà làm lễ. Thầy bảo, gia đình anh đang vướng vào một nghiệp lớn, yêu cầu mọi người phát tâm ăn chay trường để xin gỡ tội. Tôi liền phát tâm ăn chay trong 49 ngày, những mong gia đình thoát nạn. Nhưng phát tâm ăn chay thì dễ, mà thực hiện thì khó lắm. Ăn được vài ngày, tôi đã lên cơn thèm thịt rượu. Hễ hàng xóm xào xáo món gì, mùi thơm bốc sang là nước miếng tôi ứa ra, nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng ngẫm nghĩ về những quả báo kinh hoàng dồn dập giáng xuống gia đình mình, tôi cố gắng quyết tâm. Tôi lên chùa đốt nhang xin Phật Bồ Tát phù hộ cho tôi có thể ăn chay được đủ 49 ngày. Buổi sáng cầu nguyện, buổi chiều tôi ra nghĩa địa thắp nhang cho chú em. Bất chợt tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một đám thanh niên đang đè ngửa một cụ ông bị lột trần truồng, dao bầu nhọn hoắt, sáng loáng, đang kề cổ cụ, chuẩn bị chọc tiết. Quá kinh hãi, tôi quăng xe, chạy đến cứu cụ già.
Nhưng khi đến nơi thì hóa ra đó là một con heo bị giết cúng dỗ. Tôi thất thần quay ra, đi được một đoạn lại thấy cụ già đó. Biết là vong linh người mất, tôi sợ hết cả da gà, tóc dựng ngược. Cụ già kể, ngày xưa do giết mổ heo nhiều quá, nên khi mất phải trả nghiệp bằng cách hàng năm đều phải biến thành heo để bị con cháu giết mổ cho chính ngày giỗ của mình. Ông cụ nhờ tôi đến nói với con cháu đừng giết mổ heo nữa, kẻo nghiệp chồng chất nghiệp, nặng lắm. Kể từ hôm ấy, nhìn con vật nào tôi cũng thấy là người. Tôi đoạn tuyệt với thịt, cá, rượu bia, phát tâm ăn chay trường từ đó. Cũng kể từ hôm ấy, thân thể tôi xuất hiện nhiều căn bệnh lạ. Đầu đau như búa bổ, các bó cơ ở vai, lưng, cổ, nổi u cục, cứng ngắc như đá. Người lúc nào cũng vã mồ hôi, da thịt nổi những mẩn đỏ hình con vật, ngứa sồi ngứa rụt, gãi cào toạc cả da, chảy cả máu. Đêm đến tôi không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy cảnh chết chóc máu me. Tôi hiểu, nghiệp ác bao năm tôi rêu rắc, bây giờ mới trổ. Đã là báo ứng nhân quả thì không nên sợ hãi, buồn rầu, khóc lóc. Chỉ cần bình thản đối diện, tin sâu Phật Pháp, chí tâm tu hành, nhất định sẽ chuyển xoay ác cảnh thành thiện cảnh. Tôi tin, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo. Những gì chúng ta tạo tác hành động, từng cử chỉ, từng niệm khởi, theo sau đều có quả báo. Tôi bắt đầu tỉnh ngộ ra rằng, tất cả mọi nỗi thống khổ của con người chẳng phải do ông trời làm ra, mà chính là do những tư tưởng xấu, hành động ác do chính con người đã tạo trong đời này hay đời trước. Muốn cải đổi vận mệnh, chỉ có một con đường duy nhất là năng làm việc lành, tích chứa âm đức mà thôi. Ngày 19 tháng 2 năm 2006, tôi lên chùa Linh Ứng Non Nước, Đà Nẵng, quỳ, xin phát nguyện ăn chay trường và quy y Tam Bảo. Tôi luôn luôn sám hối trong tâm, có lúc sám hối cho đến khi chịu không nổi, khóc ròng lên. Tôi thường ra chợ mua động vật để phóng sinh. Hằng ngày gặp những cơ hội phóng sinh, tôi đều thực hiện cho kỳ được. Tôi cũng dùng hết khả năng tài vật của mình để giúp đỡ người bệnh tật, nghèo đói. Và thật kỳ lạ, các bệnh quái đản của tôi khỏi lúc nào không hay. Từ đó, niềm tin của tôi vào nhân quả báo ứng càng thêm kiên cố. Tôi giác ngộ sâu sắc rằng, cái đích rốt ráo của đời người chẳng phải là rừng tiền biển bạc, biệt thự xe sang, danh cao chức trọng. Siêng năng làm thiện, tích chứa âm đức, không sát sinh, làm lợi cho người. Cửu huyền thất tổ nhờ đó mà được rạng rỡ, thì ta sẽ không thấy hổ thẹn một đời. Còn nếu có duyên hơn nữa, đắc được Phật Pháp, thì sẽ tìm thấy con đường thoát khổ siêu sinh. Kể lại chi tiết câu chuyện đời mình, tôi hy vọng quý bạn đọc sẽ lấy đó làm gương, đừng đi theo vết xe đổ như tôi. Thú thật, nếu không đích thân trải qua những trải nghiệm đau đớn khắc cốt ghi tâm này, tôi cũng khó mà tin vào thuyết báo ứng nhân quả về tội nghiệp sát sinh. Đúng là nhân quả báo ứng rất rõ ràng, như bóng tùy theo hình, không mãi mãi sai biệt. Câu chuyện thứ hai, người mẹ hành nghề sát sinh và nỗi oan nghiệt của cả gia đình. 15 năm hành nghề buôn bán giết mổ gia súc gia cầm, bà Nguyễn Thị Thường đã giết hàng vạn con gà, vịt, thỏ, chó. Vào mùa cưới hay dịp Tết, bà giết cả 100 con mỗi ngày, thu lãi hàng triệu đồng. Bà nhanh chóng trở nên giàu có, cả làng ngưỡng mộ bà. Thế nhưng không ai có thể ngờ được, một ngày hiểm họa đã giáng liên tiếp xuống nhà bà. Chồng bà bị chết bất đắc kỳ tử trong một vụ tai nạn rùng rợn. Còn trai cả của bà bị điện giật chết đúng đêm trước ngày đón dâu một hôm.
Vài tháng sau, con trai Út bị ung thư xương chân. Của nã lần lượt đội nón ra đi. Đến lúc nhà cửa sạch sành xanh, cũng là lúc người con vĩnh biệt cõi đời. Ngày hỏa táng con, bà xuống tấp đi tu. Bà muốn mượn tiếng mõ, lời kinh để quên đi nỗi đau tột cùng. Bà muốn nương nhờ cửa Phật để rửa bớt nghiệp ác mà bà đã gieo rắc suốt 15 năm. Họa phô đơn chí, phúc bất trùng lai. Bà Nguyễn Thị Thường, quê ở miền Trung, lên vùng đất trọng Lâm Đồng lập nghiệp từ những năm 1980. Chồng bà tên Trường cùng quê, gia cảnh đều nghèo khó. Thời gian đầu, hai vợ chồng đi làm thuê cuốc mướn, sống tặng tiện qua ngày. Sau, vay mượn tiền của anh em họ hàng, bà mở quầy bán gà vịt tại chợ thị trấn. Lúc đầu, ngày bà chỉ túc tắc bán được một vài con. Sau khách đông dần, ngày bà thịt vài chục con. Những ngày giáp Tết hay mùa cưới, bà thịt cả trăm con đủ loại. Gà, vịt, thỏ, chó, ngan ngỗng. Bà kể, thu nhập trung bình mỗi ngày 500.000 đồng. Những ngày đông khách, bà kiếm vài triệu ngon ơ. Từ bấy, kinh tế nhà bà phất lên như diều gặp gió, cả làng ngưỡng mộ. Một chiều nọ, có bà cụ già, tay bị tay gậy, đến nhà bà xin ăn. Nhận chút thực phẩm và ít tiền từ tay bà, cụ già ăn xin bảo: "Cô ơi, nhà cô sắp có đại họa rồi đấy. Cô nghe tôi, nên dừng lại nghề sát sinh, phát tâm ăn chay niệm Phật để giải nghiệp, kéo sau này hối hận cũng chẳng kịp đâu." Nghe vậy, bà Thường tức giận gắt gỏng: "Cái bà này ăn nói luyên thuyên, xéo ngay ra khỏi nhà tôi. Từ rày đừng có vác mồm đến đây ăn xin nữa nha." Một tuần sau, có gia đình ở thị trấn Liên Nghĩa tổ chức đám cưới cho con trai. Đặt bà Thường là một tạ thịt chó. Chồng bà phải mất 2 ngày xuôi ngược khắp nơi thu mua cả thảy được 9 con. Buổi chiều, trong lúc ngồi đun nước sôi chuẩn bị làm thịt, nhìn vào cái lồng nhốt chó, bỗng dưng bà bị hút vào con chó cái màu vàng. Nó có chữa, bụng khá là to, nằm bệt dưới lồng vì mệt. Chợt bắt gặp ánh mắt của bà Thường đang nhìn, con chó vàng liền nhõm dậy. Nó dúi cái mõm qua ô lồng sắt, mắt nhìn bà như van lơn, ư ử kêu như van xin tội tình. Bà Thường chợt rùng mình. Bà hớt hải chạy lên nhà bảo chồng: "Ông ơi, con chó vàng nhốt ở lồng dưới gốc cây ngọc lan đang có chữa. Nó vừa van xin tôi đấy. Hay là mình để nuôi vài tuần, chờ nó đẻ xong rồi giết thịt sao ông nhé." "Bà có điên không đấy? Con chó biết nói à, mà bà lại bảo là nó van xin bà. Vớ vẩn." Nói đoạn, ông bước huỳnh huỵch ra sân, cầm cái chày bằng gỗ lim đen bóng. Đớp! Bà Thường chạy ra đến nơi, đã nhìn thấy con chó vàng nằm chết, không kịp tru lên một tiếng. Hai mắt nó ướt nhèm. Mổ bụng lòi ra 5 con chó còn chưa đủ hình hài. Bà Thường bỗng thấy sống lưng ớn lạnh. 6 giờ chiều mới làm thịt xong 9 con chó. Ông Trường chồng bà phải huy động thằng Tuấn, con trai cả, đang học lớp 12, nghỉ học thêm để phụ ông chở lên thị trấn. 2 bố con đi 2 xe. Buổi tối, bà Thường chờ mãi, không thấy chồng và con về. Sốt ruột, điện thoại cho chồng, thì nghe tiếng gắt: "Tôi với thằng Tuấn đang uống rượu trên đám cưới, khuya mới về, bà ngủ trước đi." 11 giờ đêm, chồng con vẫn chưa về, ruột bà Thường nóng như lửa đốt. Tiếng chuông điện thoại kêu reng, tiếng thằng Tuấn hốt hoảng: "Mẹ ơi, bố con bị tai nạn chết rồi." Sau này, thằng Tuấn kể, tan bữa tiệc cưới, 2 bố con phóng xe về. Bố đi trước, con đi sau. Đột nhiên, xe ông Trường đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Xe máy đổ ầm. Ông Trường ngã vật xuống đường, đầu đập vào tảng đá, vỡ toang. Sau cái chết của chồng,
nhớ lại lời dặn của bà cụ ăn xin hôm nào. Bà thường thấy chần chận. Lẽ nào lời tiên tri về đại họa giáng xuống nhà bà là thật? Nhiều đêm không ngủ, nằm vắt tai lên trán, bà cũng định bụng dừng lại nghề giết mổ. Nhưng nghĩ đến khoản lãi tiền triệu, tiền trăm mỗi ngày, bà lại thấy tiếc. Vả lại, hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, bà không cố gắng kỳ cướp, sau này lấy đâu ra tiền mà lo lắng tương lai cho chúng. Một hôm, bà thường bảo Tuấn, con học xong lớp 12 thì ở nhà giúp mẹ, học hành tốn kém, ra trường lương ba cọc ba đồng, sống sao nổi. Tuấn nghe lời mẹ, vài tháng sau Tuấn đã trở thành anh đồ tể sắt tay, tiền kiếm như nước, gái trong vùng mê Tuấn như điếu đổ. Nhiều gia đình muốn gả con cho Tuấn vì Tuấn vừa khỏe mạnh, chịu thương chịu khó lại kiếm được tiền. Cuối cùng Tuấn quyết định lấy cô Khoa, hoa khôi của thị trấn. Cưới con trai đầu, bà thường làm cổ tưng bừng suốt ba ngày ba đêm, khách mời dự đông nườm nượp, gà vịt giết không biết bao nhiêu mà kể. Bà thường khang hết cả tiếng, nhưng mặt vẫn ngời ngời như hoa. Song niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trước hôm đón dâu một ngày, đêm muộn khi khách về hết, chú rể lụi hụi mắc lại đèn chùm trong phòng ngủ. Chẳng hiểu hí hoái thế nào, bị điện giật chết. Ngày cưới trở thành ngày tang, bà thường ngã ngửa người, khóc ngất lên ngất xuống. Gắng gượng lo xong đám tang cho con, bà thường lăn đùng ra ốm, suốt ngày nằm bệt trên giường, mỗi bữa chỉ húp được vài thìa cháo loãng. Đúng 3 tháng 10 ngày, bà mới nhóc nhách ngồi dậy, lần thành giường tập đi. Bà bắt đầu tin vào luật nhân quả, vào ác nghiệp sát sinh mà mình gieo rắc suốt mười mấy năm. Bà thỉnh mời các nhà sư đến nhà, lập đàn tế lễ, giải nghiệp suốt 3 ngày 3 đêm, rồi mua cả tạ lương, ốc, cá để phóng sinh. Bà bảo thằng Công, con trai út của bà, mẹ cả đời vất vả hành nghề sát sinh cũng chỉ vì muốn tạo dựng tương lai tốt đẹp cho con. Con gắng học cho tốt, sau này có không ăn việc làm đàng hoàng tử tế, đỡ khổ con à. Công đang học lớp 12 trường huyện. Nó học rất giỏi, mơ ước thi vào trường đại học an ninh. Một buổi chiều đi đá bóng cùng đám bạn về, nó thấy đau đầu gối, chân trái. Cứ nghĩ là do chạy nhiều nên nó cứ cắn răng chịu đau. Mấy tuần sau đầu gối sưng to, nhức nhói suốt đêm không ngủ được. Bà thường đưa nó đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng để khám. Xét nghiệm khối u to như quả trứng gà. Bác sĩ kết luận nó bị ung thư xương. Nó khóc ầm lên, bà thường thì chết lặng. Nghe bác sĩ tư vấn, bà đưa thằng Công xuống bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 5 tháng sau, khối u càng to, bà chuyển nó về Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn điều trị thêm 5 tháng nữa. Bác sĩ khuyên nên cắt chân, nhưng thằng Công giãi nảy. Nó mới 18 tuổi đầu, cắt chân đến tận đùi thì đâu còn ước mơ trở thành chiến sĩ an ninh. Bà thường vuốt nước mắt đưa con về nhà, chữa trị bằng đông y. Hãy cứ nghe đồn ở đâu có thuốc hay thầy giỏi là bà lần mò tìm đến. Của nã trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Cho đến lúc sạch sành sanh, cũng là lúc khối u ở chân Công to như cái cối đá lỗ. Da căng mọng, tím tái, gân xanh nổi chằng chịt. Một ngày khối u vỡ ra, máu mủ chảy lên láng khắp giường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Rùi nhặn từ đâu bay đến ào ào. Bà thường phải giăng mùng kín mít suốt ngày. Chốc chốc bà cầm cái quạt đập đánh đập vào thành màn, xác rùi rơi rào rào. Thế mà một lúc sau cả cái màn lại đen kịt rùi bâu. Mùi hôi thối bốc sang cả những nhà xung quanh, hàng xóm phải đóng cửa nhà kín mít. Công người gầy guộc, chỉ còn da bọc xương,
khối u ở chân trông càng to, càng khủng khiếp. Vết loét ngày càng ngoác rộng, trông như miệng con chó thui. Còng kêu la rền rĩ suốt ngày đêm vì đau đớn. Ngay người trong thôn mất là dùng nhựa con cốc nhỏ lên vết loét, khối u sẽ khỏi. Bà thường đi bắt liền 5 con, dùng dao chặt đứt, đôi thân rồi quẹt lên thành miệng vết loét. Tiếc rẻ, bà dùng vải xô bó chặt thân 5 con cốc lên trên. Thằng Còng hét toáng lên như con lợn bị chọc tiết. Xót quá mẹ ơi, con không chịu được nữa đâu, mẹ giết con đi, con đau đớn lắm. Một buổi chiều, một nhà sư già bộ hành ghé vào nhà bà xin hớp nước. Biết hoàn cảnh éo le của bà, nhà sư bảo: cháu nó bị thế này là do gánh nghiệp sát sinh của chị. Mệnh của cháu hết rồi, không cứu được nữa đâu. Chi bằng chị đưa cháu đến quán Thế Âm Tịnh Thức ở xã Hiệp Đức, huyện An Đức, tỉnh Lâm Đồng. Ở đó có bàn hộ niệm Phật A-di-đà. Chị nhờ sư trụ trì và các Phật tử trong ban hộ niệm tụng kinh niệm Phật, trợ niệm trợ duyên, giải nghiệp cho cháu bớt đau đớn, ra đi thanh thản, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bà thường cất công đưa con trai đến chùa Quán Thế Âm, xin các sư thầy niệm tụng kinh Phật, trợ niệm trợ duyên, giải nghiệp cho công bớt đau đớn. Cửa Phật từ bi, quả tình luôn dang rộng cánh tay với mẹ con bà. Sư chú Hiền ở chùa Quán Thế Âm kể: lúc ra mở cửa, vừa nhìn thấy cái chân voi với khối u khủng khiếp, bốc mùi hôi thối nồng nặc, máu mủ chảy tông tổng. Tôi muốn buồn nôn, sợn hết cả da gà. Đã nhận hàng trăm ca hộ niệm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có người bệnh nào lại trong tình trạng kinh khiếp đến như vậy. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xác xơ, khổ đau tột cùng của người mẹ, cùng lời van xin đến tội tình: xin sư chú rủ lòng thương cứu vớt, mẹ con đã hết đường sống rồi. Nhìn cảnh cháu Công còn da bọc xương nằm trên rỉ, tôi không đành lòng chối từ. Tôi liền thư chuyện với sư thầy trụ trì Đại Đức Thích Giác Nhàn. Thầy bảo: cửa Phật từ bi che chở mọi khổ đau của kiếp người, con cứ nhận họ vào. Từ hôm đó, hằng ngày vào mỗi buổi sáng và chiều, sư chú Hiền, sư chú Sơn và 40 Phật tử trong ban hộ niệm đã ngồi xếp bằng thành vòng tròn tụng kinh niệm Phật cho Công. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khắp căn phòng. Một số người không chịu đựng được đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tiếng kêu la của Công nhiều khi át cả tiếng mõ, tiếng chuông. Hai sư chú và các Phật tử vẫn dốc lòng nhất tâm hộ niệm suốt 2 tiếng. Máu mủ từ vết loét to ngoạc nhỏ tổng tổng xuống tấm mền lót bên dưới. Một lúc là phải thay tấm mền khác. Một ngày 3 lần, sư chú Sơn đi găng tay y tế, luồn qua miệng khối u, thọc sâu vào bên trong đến tận khuỷu tay, móc dần những cục thịt thối ra để cho Công bớt đau. Chú làm ân cần, dịu dàng. Khuôn mặt chú hiền từ, vừa làm chú vừa nói với Công: sư chú biết con đau lắm, nhưng nếu con cứ kêu rên như thế sẽ khiến con càng đau, càng mệt. Con hãy nương vào lời tụng niệm A-di-đà Phật mà các bác, các cô chú ở đây đang tụng cho con. Và con hãy tụng theo. Sư chú tin con sẽ bớt đau. Công làm theo. Từ bấy, nó thấy bớt đau nhiều. Sư chú Sơn kể: mấy ngày sau, Công không kêu rên nữa. Cậu thành tâm niệm Phật. Điều kỳ lạ là mùi hôi thối bớt dần. Ai cũng ngạc nhiên và càng tin vào sự vi diệu của đạo Phật. Vì thế, càng hết lòng hộ niệm cho cậu ấy. 1 tháng sau, vào buổi sáng, khi sư chú Sơn đang lựa tay khẽ khàng móc từng mảng thịt thối trong khối u khổng lồ, Công khẽ khàng bảo: chú Sơn ơi, tối qua con nằm mơ thấy Phật Di Đà về đón con đi.
Ngài mặc áo vàng rực, tay cầm đóa sen vàng, ngài mỉm cười với con chú ạ. À, thì con có sợ chết không? Chú Sơn hỏi. Con chỉ sợ đau chứ không sợ chết. Chú vẫn bảo con, nếu con thành tâm niệm Phật hằng ngày, con sẽ được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc con gì. Sư chú Sơn mỉm cười gật đầu. Công bảo, con muốn gặp mẹ con. Khi mẹ ngồi bên, Công nói giọng nhẹ nhàng nhưng rành rọt. Mẹ ơi, con bị bệnh thế này là do mẹ tạo nghiệp sát sinh suốt 15 năm đó. Mẹ đừng làm nghề giết mổ gà vịt nữa nha. Dù cho phải đi ăn xin, mẹ cũng không được làm. Mà mẹ chuyển hẳn sang ăn chay trường đi. Còn ăn mặn là còn cộng nghiệp cho những người hành nghề giết mổ. Buổi chiều hôm ấy, Công trúc hơi thở cuối cùng trong tiếng mõ lời kinh của ban hộ niệm chùa Quán Thế Âm. Công ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không rên la, không đau đớn, khuôn mặt hồng hào như người đang ngủ. Điều kỳ lạ là toàn thân tỏa mùi thơm như hương trầm và mềm mại. Mềm đến độ sư chú Sơn nhấc cả hai tay của nó lên, lắc lư. Cổ tay, những ngón tay trắng hồng của Công lắc lư theo như múa. Cả khán phòng bỗng vang lên A Di Đà Phật, như tiếng reo vui của niềm tin của những người con Phật vào Phật pháp nhiệm màu. Cũng ngay buổi chiều hôm ấy, mẹ cậu đã xin sư trụ trì xuống tóc đi tu. Trong lễ hỏa táng Công tại thành phố Đà Lạt, Đại Đức Thích Giác Nhàn đã kể một tích trong kinh Pháp Cú. Lúc Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo ở tại tỉnh xá Trúc Lâm, cách đó không xa, có tên đồ tể Kunya sống bằng nghề mổ heo. Mỗi lần giết heo, ông ta trói heo thật chặt vào cột và nện nó bằng một cây chài vuông, rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng, đổ nước sôi lên lưng heo, làm tuột lớp da đen và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc. Cuối cùng, ông cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn, rồi xẻ thịt lột da. Kunya hành nghề như thế gần 20 năm. Dù Đức Thế Tôn ở tỉnh xá cách đó không xa, mà chẳng khi nào Kunya cúng dường ngày, dù là một cành hoa hay một nắm cơm. Hắn cũng không làm một việc công đức nào cả. Cho đến một ngày, ông ta mắc bệnh, và dù ông ta vẫn còn sống, nhưng lửa của địa ngục A Tỳ đã bốc cháy trước mặt. Khi cực hình địa ngục giáng xuống đồ tể Kunya, ông ta bắt đầu kêu en ép, bò bằng tay và đầu gối. Người nhà rất kinh khiếp, tìm mọi cách bịt miệng ông ta, chặn các cửa và nhốt ông ở trong nhà. Suốt 7 ngày, chịu sự đau khổ cùng cực của địa ngục, ông luôn mồm trống en ép như heo. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng kêu en ép ồn ào. Khi về tỉnh xá, bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, suốt 7 ngày qua, cửa nhà đồ tể Kunya đóng kín và ông ấy vẫn tiếp tục giết heo. Thế Tôn nghĩ xem, biết bao nhiêu heo bị giết. Thật từ trước tới nay chưa thấy ai độc ác và dã man như thế. Đức Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với việc làm ác đã sẽ đến đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà, kêu la en ép như một con heo suốt 7 ngày. Hôm nay, ông ta sẽ chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nói xong, Thế Tôn đọc pháp cú. Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hay đời sầu, nó ưu não, thấy nghiệp ấy mình làm. Thầy Thích Giác Nhàn bảo, chuyện đồ tể Kunya bị quả báo
chịu cực hình suốt 7 ngày lúc cuối đời, được ghi lại trong kinh Tạng là một điển hình của quả báo nhãn tiền. Không chỉ chuyện ngày xưa, ngay hiện tại đây, hãy bình tâm nhìn ra xung quanh chúng ta để nhận thấy kết cục thảm hại của những người, những gia đình sống ác, làm các điều bất thiện. Không kể họ là ai, nếu không biết phục thiện, chạy theo các ác, thì chắc chắn sẽ bị quả báo xấu. Và không cần đợi xem những quả báo ở kiếp sau, ngay trong đời kiếp này thì chúng ta cũng có thể thấy quả báo nhãn tiền của nhiều người. Chính những cái thấy về nhân quả một cách chân xác xảy ra ngay trước mắt ấy sẽ thức tỉnh chúng ta hướng về điều thiện, bỏ ác làm lành để bản thân, gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Câu chuyện thứ ba, hậu vận bi thương của gia đình ba đời làm nghề đồ tẩy. Chuyện chúng tôi sắp kể xảy ra cách đây đã ngót 10 năm. Tất cả những nhân vật chính trong câu chuyện này đều đã trở thành người thiên cổ. Nhưng những sự việc rùng rợn, bi thương của cả gia đình hành nghề đồ tẩy có truyền thống ba đời ấy vẫn còn lưu truyền, ám ảnh người dân làng Phan Thiết đến tận bây giờ. Và vào những lúc trại dư tửu hậu, người ta vẫn kể về nó như một minh chứng sống động cho thuyết nhân quả mà người dân lành lẽ miền quê ấy đã tin từ bao đời. Làng Phan Thiết có nhiều người hành nghề đồ tể, nhưng nổi đình nổi đám nhất vẫn là gia đình anh Trường, có truyền thống ba đời làm nghề sát sinh. Ông nội Trường vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho binh lính Pháp tại các doanh trại thời Pháp thuộc. Thừa hưởng tài hoa của ông nội, bố Trường nấu nướng rất ngon. Quán lòng lợn tiết canh của ông trên con đê đầu làng, lúc nào khách cũng đông nườm nượp. Quán không chỉ thu hút đám thực khách trong làng, mà dân mê nhậu khắp vùng cũng phải lòng mê mẩn. Vì lòng lợn của quán ông vừa tươi vừa ngon, vừa giòn vừa ngọt. Lợn vừa mổ xong, cổ lòng nào ngon nhất là ông giữ lại cho quán. Xơi miếng lòng thơm nức, ngâm trong bát nước dùng, nhúng mấy cọng hành bốc hơi nghi ngút. Thực khách vừa nhai vừa xích xoa mà ban tặng những mỹ từ: thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Có nhà thơ nổi tiếng ở Hà Nội một lần ghé quán ăn, hùng hồn tuyên bố: tôi đã ăn lòng lợn khắp Bắc Chí Nam, nhưng chưa bao giờ ở đâu là có lòng lợn ngon như ở đây. Phàm đã ăn lòng lợn ở đây thì không thể ăn ở đâu khác được nữa. Từ đấy, cứ chủ nhật hàng tuần, ông thi sĩ sành ăn ấy lại phóng xe máy từ Hà Nội vào thưởng thức thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Nổi tiếng thế, nhưng phải đến đời Trường, cơ nghiệp của gia đình ấy mới thật sự phức. 6 tuổi đầu, Trường đã được bố tẩm bổ mỗi sáng một bát tiết tươi và quả mật lợn nóng hổi. Khi con dao bầu sáng lóa vừa chọc vào yết hầu con lợn, máu xối ra như thác, bố Trường vội hứng đầy bát con, ngửa cổ uống ừng ực một hơi cạn. Bát thứ hai ông dành cho Trường. Quả mật vừa bứng khỏi bụng con lợn còn bốc hơi, ông ngửa cổ phùng mang trợn mặt mà nuốt. Ông cười khà bảo: thiên hạ ngu lắm, chỉ biết đến mật gấu, mật hầm, mật rắn mà không biết chi đến mật lợn. Trong các bài thuốc cổ trị viêm xoang, viêm mũi, hiếm có loại mật nào sánh bằng mật lợn. Nó có vị đắng, mùi tanh, tính lạnh, có tác dụng giảm đau, tiêu sưng, sát khuẩn, thông đại tiện, kích thích tiêu hóa và bài tiết mật, chống viêm kháng khuẩn, bổ tỳ vị rất tốt. Theo y học cổ truyền, tỳ vị thuộc hành thổ, có chức năng hấp thu, vận chuyển chất dinh dưỡng để nuôi các bộ phận khác trong cơ thể. Tập trung ôn bổ tỳ vị chính là giúp giải quyết nguyên nhân sâu xa của mọi loại bệnh tật. Chính vì sùng bái công năng của mật lợn nên ngày nào ông cũng ép thằng con trai mới 6 tuổi đầu nuốt một quả. Và lần nào Trường cũng khóc ngất vì nghẹn và đắng.
sau dùng riết thành quen. Trời nghiện nuốt mật lớn sóng từ lúc nào không hay. Không biết có phải nhờ công dụng của cả núi mật lợn khổng lồ ấy không mà Trường lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu. 17 tuổi, Trường đã cao 1m8, cơ bắp cuồn cuộn. Từ bé đến lớn, chẳng bao giờ hắt hơi sổ mũi, ốm đau gọi là. Và nghiễm nhiên, Trường trở thành một người kế thừa nghiệp đồ tể gia truyền. Kỹ năng giết mổ lợn của Trường đạt đến trình độ thượng thừa. Các tay đồ tể khác, khi giết mổ lợn, thường cần 2-3 người hỗ trợ giữ chân trước chân sau. Riêng Trường, dù lợn to, nặng đến mấy, cũng chỉ làm có một mình. Tài lăm lăm chiếc chạy gỗ lim đen, bóng dài, một thước, trao truyền từ đời ông nội. Áo sắn quá khuỷu, cơ bắp cuồn cuộn rắn đanh như lực sĩ, chân đi ổn cao đến gần đầu gối. Trường rón rén bước gần đến con lợn đang lùi dần vào góc chuồng. Đớp! Nhanh như chớp, một nhát chày ngang gáy, con lợn quay lơ không kịp kêu lên một tiếng. Đớp! Con thứ hai đổ gục. Cứ thế, chỉ trong vài tích tắc, cả đàn lợn nằm lăn quay. Trường khom mình túm hai chân sau, lôi sền sệt con lợn lên bệ xi măng lạnh ngắt. Phập! Con dao bầu sáng loáng đâm một nhát trúng yết hầu, máu tuôn xối xả xuống cái chậu nhôm to. Không giải đành đạch, không một tiếng kêu en ét. Chọc tiết xong, Trường lý con dao bầu vào hòn đá mài to tổ chẳng bên cạnh cho sắc lẹm, rồi cạo lông sồn sột. Chẳng cần đến chảo nước nóng để nhúng lợn. Bị lợn trắng bệch nhưng chân lông vẫn còn nguyên. Chẳng sao, bây giờ mấy ai còn ăn bị lợn? Trường giải thích. Nhẹ nhàng, nhàn nhã, thông dong, im ắng. Thế mà đến 5 giờ sáng, mấy con lợn đã làm xong. Thịt đã ra thịt, xương đã ra xương để các lái buôn chở đi. Các bậc cao niên trong làng ngồi uống trà với nhau rủ rỉ. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Ở cái làng này, phần lớn những gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không có tốt, gặp họa đến nhiều đời sau. Nhà Trường bổ ngựa bạch thường thừa cũng không ngoại lệ được đâu. 19 tuổi, Trường đã đòi cưới vợ. Trường bảo, nóng máy bỏ sự, nhịn thế nào được. Vợ Trường tên Hường, 18 tuổi, đảm đang tháo phát, con ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng làng bên. Lấy Hường, Trường như hổ mọc thêm cánh, kinh doanh càng phát đạt, các quầy đại lý bán thịt mở rộng ra tận Hà Nội. Mỗi ngày thịt 5-6 con, dịp giáp Tết mỗi ngày thịt cả chục con, Trường kiếm tiền như nước. Năm 2000, vợ chồng Trường xây cất ngôi biệt thự 3 tầng lộng lẫy với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, vênh vênh vươn khỏi lũy tre làng. Ở trên nóc tòa biệt thự, Trường đắp hình 4 con chim đại bàng bằng xi măng, vẽ màu sặc sỡ, đang dang rộng đôi cánh. Trường bảo, 4 thằng con trai tôi đó, tôi muốn sau này chúng nó phải có sức mạnh, phải thành công, phải có danh với đời như vị chúa tể bầu trời kia. Chứ cứ như tôi á, sống ở vùng ao tù đất động này, dẫu có là đại gia cũng chỉ là đại gia xứ mù. Với một làng thuần nông như Phan Thiết, ngôi biệt thự đó hoành tráng, rực rỡ, xa xỉ như cung vua phụ chúa. Ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm nghía, trầm trồ. Có điều trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng thế thôi, chứ nói về gia đình Trường, người dân Phan Thiết vốn nổi tiếng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa, nhiều người thành danh trong xã hội, vẫn có gì đó khinh miệt. Ôi giàu, nhưng đồ tể ấy mà, nhiều tiền thật đấy, nhưng thất học thì cũng chẳng vẻ vang gì. Các bậc cao niên trong làng thì ngồi uống trà với nhau rủ rỉ. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm, tôi cứ ngấm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay ở cái làng này. Phần lớn những gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không tốt, gặp họa đến nhiều đời sau. Như vợ chồng ông Long mổ lợn ở đầu thôn,
hai vợ chồng ở với nhau suốt mấy chục năm mà không có nổi mụn con. Về già, cả hai vợ chồng đều bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu, thối da thối thịt. Đến lúc chết, chính quyền xã phải đứng ra lo tổ chức ma chay. Rồi anh Trương, chủ cửa hàng thịt chó gần chùa làng, 39 tuổi đã mắc bệnh ung thư gan. Bụng trương to như cái trống, nằm kêu rên ư ử suốt ngày đêm, đau đớn vật vã đến tận lúc chết. Mà nói đâu xa, ông nội tai trường kia, sáng sớm tình mơ, ngồi đun chảo nước sôi làm lợn, chả biết trúng phong hay ngủ gật, ngã vật xuống đất. Đầu thì vùi vào chảo lửa. Đến lúc vợ con phát hiện, nhất dậy thì cả cái mặt bị lột da, trắng bệch như thủ lợn vừa cạo lông. Cả nhà chết khiếp. Ông bố Trường khi đó mới ngoài 50 tuổi. Buổi trưa, gia đình làng uống nước với cụ Thủ Từ. Vừa rít điếu thuốc lào, ông kêu tức ngực, khó chịu trong người. Ông lững thững đi về nhà nằm nghỉ. Lát sau, đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của bà vợ. Ôi làng nước ơi, ông nhà tôi bị làm sao thế này? Hàng xóm chạy đến, thấy ông nằm bất động trên giường. Lai không cửa, gọi chẳng thưa. Khi bác sĩ đến kiểm tra mạch, đo huyết áp, bỗng dưng toàn thân ông co giật đùng đùng, rồi học ra một đống máu. Ông chết một lúc rồi mà dòng máu tươi vẫn rỉ ra từ miệng. Nhìn thấy cảnh ấy, ai cũng hãi. Cho nên, mọi thứ trên đời đều rất vô thường và đều có nhân, có quả. Sung túc như vợ chồng tại trường đấy, nhưng chẳng biết hiểu họa ập đến lúc nào đâu. Những lời bình phẩm ấy nhiều lần đến tai vợ chồng Trường. Trường cười khẩy, mẹ sư chúng nó nghèo lười, không chịu lao động, nên rỗi hơi ngồi xăm soi bàn tán chuyện nhà ông. Cứ ngồi đấy mà hóng chờ xem ngày bố mày chết, có mà 100 tuổi bố mày mới chịu chết cho nhé. 49 tuổi, người rừng rực cơ bắp, Trường lao vào hết cuộc giăng gió này đến vụ mây mưa nọ, quay cuồng trong nhịp sống phóng đãng. Trường không biết đến mệt, ngưng nghỉ. Nghe thấy ở đâu có gái đẹp là Trường mò đến, tán tỉnh vần vò chán chơi, Trường lại đá phốc. Một lần biết chồng xí sớm với cô chủ quán karaoke ngoài thị trấn, cô vợ tìm đến tận nơi. Móng vuốt chưa kịp cào cấu kẻ tình địch, thì đã bị ăn một cái tát nảy đâm đớm mắt. Cút về ngay, mày muốn chết phải không, đồ con lợn? Trường rít lên qua kẻ răng. Khổ thân cô vợ quê mùa, lủi thủi quay về, vừa đi vừa tắm tức khóc. Trường tâm sự, nghĩ thương hại, tháng tao cũng vào ngủ với nó có một đôi lần. Gái già, người thì gầy đét, sung sướng cái quái gì? Thở dài cúi mặt, Trường chậm rãi nói như một nhà hiền triết. Đời người ngắn lắm, phù du lắm, tiền tài địa vị công danh phù du tất, chỉ duy có đàn bà là cái khiến người ta đáng sống thôi. Đam mê nhục dục, Trường không tiếc tiền cho việc bồi bổ sức khỏe, kết thân với mấy tài lái buôn ngựa ở Bắc Giang, Sơn La. Nghe họ quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạch, Trường đam mê, chuyển sang sưu tầm loại cao này. Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng, Trường lại mua cả con về, giết mổ tại nhà, thịt thì đem ra chợ bán, xương nấu cao, một phần để dùng, một phần bán. Một hôm, tay lái buôn từ Sơn La dắt xuống cho Trường một con ngựa trắng, mắt thao đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai mắt ngựa đỏ rực như than lửa. Bộ phận sinh dục, mũi mõm có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng, màu cước ánh bạc. Đây là giống ngựa rất quý hiếm. Trường sướng rơn như bắt được vàng. Tài lái buồn dặn, con này đang có chữa, nếu bắt sợ thì hãy chờ khi nó đẻ xong, hãy thịt. Ngót 30 năm làm nghề giết mổ, lại vốn phô thần vô thánh, Trường đâu biết sợ là gì. Buổi tối hôm đó,
vợ Trường đi xuống nhà dưới, cạnh chuồng nhốt ngựa. Ghé qua ô cửa sổ, bỗng chị hét toáng lên. Trường hất hải chạy xuống quát lớn. Cái gì thế, có sao không? Chị vợ mặt cắt không còn giọt máu, nói hổn hển qua hơi thở đứt quãng. Mình ơi, tôi vừa nhìn xuống chuồng, thấy có người đàn bà đang nằm ôm con khóc. Rướng mắt nhìn kỹ lần nữa, tôi vẫn thấy họ. Người mẹ ấy nhìn tôi ánh mắt như văng lân, trông tội nghiệp lắm. Sợ quá tôi mới hét lên. Mình ơi, tôi nghĩ đó là điềm xấu. Mình đừng giết con ngựa bạch ấy nhé. Trường ngửa cổ cười ha hả. Bà xem phim mai cho lắm vào, rồi nhìn người tưởng ngựa, nhìn ngựa tưởng người. Chưa biết chừng có ngày bà nhìn tôi lại tưởng là chó, cho một nhát dao thì toi đời. Thôi, lên giường ngủ đi, bà bị điên đến nơi rồi. Tờ mờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ ở sân nhà Trường. Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong, chảo nước sôi reo ùng ục. Thằng Ca, con trai út của Trường, 16 tuổi, sức phúc lực lưỡng như bố, hăm hở vào chuồng dắt ngựa. Nó kéo mũi, rồi đánh chửi. Con ngựa vẫn nằm im, không chịu đứng lên. Thế vậy, Trường và mấy người bạn huỳnh huỵch chạy vào. Vừa nhìn thấy Trường, con ngựa bỗng nhõm dậy, hai chân trước quỳ xuống như van xin. Từ trong đôi mắt màu thao đồng của nó, hai dòng nước mắt ứa ra. Anh Trương, bạn của Trường, thấy vậy liền khuyên Trường không nên giết thịt. Nhưng Trường phủi tay, không tin vào chuyện nhảm nhí. Đớp! Cánh tay lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp của Trường, vung chiếc vồ thép nhanh như một tia chớp, giáng thẳng xuống đầu ngựa. Con ngựa ngã khuỵu xuống nền gạch. Nhanh như cắt, Trường rút con dao nhỏ xíu, cỡ hai đầu ngón tay, xiên một nhát thật ngọt ở cổ. Máu ọc ọc chảy ra, ngập hai chiếc chậu lớn, tràn cá ra nền sân. Cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Cũng vẫn còn dao nhỏ đó, Trường rạch một đường ở cổ. Cứ một tay kéo da, một tay lướt con dao nhỏ rất điệu nghệ. Bộ da ngựa rất lớn, tuột khỏi thân, lộ lộ một đống thịt. Những đường dao thoăn thoắt như múa, từng mảng thịt được lóc ra. Đầu, chân, xương lần lượt được tách rời. Tính ra mất 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại đống bầy nhầy, lòng phèo nằm giữa sân. Thịt xương đã thành đống riêng biệt. Tội nghiệp chú ngựa con chưa thành hình. Trường sai vợ đem rửa sạch với nước gừng rồi cho vào chiếc bình ngâm rượu. Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ, vợ Trường sai thằng con thứ chở xe máy đi đến các đại lý thu gom tiền. Trường ở nhà mở tiệc linh đình, rượu cao ngựa bạch, uống với thịt bắp ngựa bạch trần, vừa ngọt vừa thơm, vừa bùi, rượu vào không biết bao nhiêu mà kể. Các bình rượu này lại lôi hũ rượu khác. Đúng lúc Trường mặt đỏ phừng phừng như gà chọi, phùng mang trận mắt, hồi chân múa tay, quảng cáo về công năng huyền diệu của cao ngựa bạch. Thú thật với các bác, trước đây tinh của em nó cứ loãng tần tết, em chỉ lo nhà em mất giống, thế mà chơi năm lạng nó bỗng sánh sành sạch. Mới quệt ngang quệt dọc vài cái, vợ em đã oán bụng rồi. Năm nay em ngót nghét 50 mà lúc nào cũng sẵn sàng xung trận, đêm bãi ngày ba vào ra không kể, bà xã nhà em sướng đứa đừ đừ. Bỗng nghe tiếng ngoài ngõ lao sao, tiếng ai đó gào to: ông Trường, ra ngoài đường quốc lộ mà nhận xác vợ con về. Trường vội vã buồn bát lao lên xe phóng như điên. Ra đến đầu làng giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông xúm đen xúm đỏ, cố hết sức chen lách. Vừa vào đến bờ mương, Trường đứng chết lặng. Dưới lòng mương, xác hai mẹ con nằm bẹp, hai bánh trước xe ô tô tải đè ngang ngực. Máu mũi, máu mồm, máu tay chảy lênh láng.
Giữa lòng xe, chiếc xe lít nát vụn. Trường Kiêu học lên một tiếng rồi đổ gục. Sau này, người tài xế xe tải trình báo với công an huyện. Đang lái xe với tốc độ 50 km/h, đột nhiên anh nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay đầu xe. Anh hốt hoảng đánh vô lăng sang trái. Đúng lúc chiếc xe lít chở vợ con Trường vừa tới. Xe lao đầu xuống mương. Lái xe may mắn thoát chết, rung rung mở cửa xe bước xuống. Tài xế rợn người khi nhìn thấy xác hai người bị bánh trước của xe ô tô đè lên. Hắn vội vã bỏ chạy. Vụ tai nạn giao thông rùng rợn với cái chết thương tâm của hai vợ con Trường xảy ra vào cuối tháng 9. Thì đến đầu tháng 11, người con trai cả của Trường sinh năm 1974 tự dưng lăn đùng ra chết. Cậu này không làm nghề mổ, được ăn học tử tế, làm giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Đang tuổi sung sức làm ăn, người văn phát, khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Thế mà một đêm đang ngồi xem tivi, anh đột nhiên kêu mệt, đau đầu nên vào buồng ngủ. Nửa đêm anh lên cơn co giật, máu mũi, máu mồm ọc ra. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng anh đã chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu trai cả khiến Trường hoang mang. Trường đi xem bói, thầy phán rằng gia đình bị một oan hồn báo án. Trường kể lại việc giết con ngựa bạch mang thai nọ cho thầy nghe. Thầy bảo đó là do linh hồn con ngựa báo án. Từ hôm đó, Trường bắt đầu xì sụp cúng bái, sắm đủ lễ vật, rước các thầy chùa về lập đàn giải nghiệp oán, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Mọi thứ tạm yên được một thời gian. Ăn Tết xong, người con trai thứ ba của Trường đột nhiên lăn đùng ra ốm. Cậu này đô con như lực sĩ, mổ lợn nhanh thoăn thoắt, tương lai kế thừa ngôi vị đồ tể của Trường. Đêm cậu kia mất ngủ, ngày chán ăn, người cứ mệt rũ ra. Thỉnh thoảng chợp mắt được một tí thì toàn nằm mơ thấy ác mộng, bị ngựa đá, chó cắn, xe đâm, là hết ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện tây y, đông y điều trị, nhưng các bác sĩ chẳng phát hiện ra bệnh gì. Người càng gầy yếu. Mùa hè năm đó, cậu trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của cậu khiến Trường sợ hãi. Trường bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình, bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, gia đình Trường mất 4 mạng người, vợ và 3 thằng con trai. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng con trai út, 17 tuổi, đang học lớp 11 trường huyện. Cảm gác lại chuyện mổ xẻ giết thịt, Trường chăm sóc con từng bước. Đích thân ngày 2 buổi đưa đón con đi học. Về nhà, Trường giữ rịch nó ở trong nhà, không bóng đá, không đi bơi. Thế rồi buổi trưa nọ, trong lúc Trường ngủ say, cậu út lẻn ra ngoài, đi bơi cùng với đám bạn. Trước cửa đình làng có hồ Ba Mẫu rất rộng, nước trong. Mùa hè, đám thanh niên và trẻ con trong làng ra hồ bơi ì ầm suốt ngày. Cậu con út của Trường bơi rất giỏi. Vậy mà hôm ấy, chẳng hiểu sao nó lại bị chết đuối. Mãi chiều muộn mới vớt được xác nó lên bờ. Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phình, da trắng mợt như con lợn vừa cạo lông, Trường học lên một tiếng. Ôi con ơi! Đột nhiên máu đen từ mũi, từ miệng xác con ọc ra như tháo cống. Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải khiếp đảm. Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng khiến Trường hoàn toàn suy sụp. Trường suốt ngày ngập chìm trong rượu. Rượu vào là khóc, là chửi, là than. Cho đến một buổi sáng, không nghe thấy tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng kêu than của Trường. Hàng xóm kế bên chạy sang dần qua cửa sổ. Họ hốt hoảng khi nhìn thấy Trường nằm sõng soài trên nền gạch, máu chảy lênh láng. Phá cửa vào, mọi người rùng mình khi nhìn thấy
trên yết hậu trường, một vết cắt ngọt, sâu, máu vẫn còn đang đùng ra. Tay phải Trường vẫn nắm chặt con dao nhỏ, sắc nhọn bằng hai ngón tay. Con dao mà chủ nhật cuối tuần hàng tháng, Trường vẫn dùng để xỉa thật ngọt vào yết hậu những con ngựa bạch. Câu chuyện thứ tư. Chuyện đời tội lỗi liêu trai của chủ hàng thịt thú rừng. Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của khách, tôi còn nghĩ ra đủ trò tra tấn, hành hạ, giết thịt các con vật khác tại bàn ăn. Tôi chưa từng biết ghê tai trước cảnh giết mổ nào. Khách hàng càng phê, hú hét, tôi càng hứng. Những nhát dao xẻ thịt càng điệu nghệ. Nhà hàng thịt thú rừng ngon độc lạ, với cách giết mổ tàn độc có 102. Tôi tên là Nguyễn Nhật Tây, quê gốc ở Đồng Nai, nhưng sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung. Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nhận thấy đời sống kinh tế dân mình bắt đầu dư dả. Nhiều người có thú sưu tầm ăn uống những củ ngon vật lạ. Tôi dốc toàn bộ vốn liếng mở một nhà hàng thịt thú rừng đặc sản với 3 tiêu chí: ngon, độc, lạ. Nhà hàng bài trí sang trọng, đẹp mắt, dàn nhân viên chân dài, da dẻ nõn nà. Thức ăn thì toàn hàng độc với những công dụng chết người mà hãy vừa nghe quảng cáo qua, ẩm khách phải sôi sùng sục đòi ăn cho kỳ được, như ăn bào thai rắn để ông khỏe bà vui, ăn chuột bao tử sống để đêm bảy ngày ba vào ra không kể. Tôi muốn nói thêm với anh, bào thai rắn thực chất là trứng rắn, bề ngoài giống trứng chim cút nhưng có giá cắt cổ, mỗi quả lên đến vài trăm nghìn đồng. Khi đập phở quả trứng, sẽ thấy một con rắn bé tí như đầu đũa, ngon ngoe như con dung đất. Thiên hạ đồn rằng bào thai rắn là một bài thuốc bí truyền của người Trung Quốc. Ăn một lần thì nam giới sẽ có sức khỏe gấp đôi. Món này làm cho thân thể thấy rạo rực, làm chuyện ấy thì miễn chê. Đặc biệt, muốn phát huy hết tác dụng cường dương, thì khi đập phở quả trứng, người dùng phải nuốt tươi ngay. Nhiều người đồn đại rằng chuột đồng bao tử, chuột con mới đẻ còn đỏ hỏng, chưa mở mắt, là món ăn độc nhất vô nhị, là vị thuốc bổ thận có 102 của Từ Hy Thái Hậu xứ Trung Hoa. Theo lời đồn này, nếu mổ bụng con chuột cái đang mang thai, môi chuột con đỏ hỏng bên trong ra, nhúng qua nước sôi đưa vào miệng, ăn tươi nuốt sống, thì sẽ mang đến công dụng kỳ diệu cho đàn ông. Sở dĩ có thể ăn tươi nuốt sống bởi chuột bao tử nằm trong bụng mẹ nên đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối. Mùi vị cũng dễ ăn vì nó rất ngọt và béo ngậy. Ngoài món chuột chao nước sôi ở trên, tôi còn rửa sạch chuột bao tử bằng rượu, cồn hoặc nước muối, mổ bỏ lòng ruột, đem ngâm rượu với một số vị thuốc bắc như ba kích, kỷ tử, đẳng sâm. Trong 2-3 tháng, uống loại rượu này rất tốt cho sinh lực đàn ông. Nhưng món ăn độc nhất, quý nhất, tạo nên thương hiệu nhà hàng của tôi chính là món ốc khỉ, thịt khỉ. Chẳng biết từ bao giờ rộ lên lời đồn rằng đây là món đại bổ, có tác dụng tuyệt vời để kích âm cường dương. Và sức mạnh dược tính càng phát huy mạnh mẽ nếu mổ xẻ thú khi đang còn sống. Để tránh ăn phải ốc khỉ dởm, khách hàng đều yêu cầu nhà hàng phải giết mổ tại bàn để ăn ốc tươi. Cho nên, giữa mỗi bàn ăn, tôi đều khoét một lỗ vừa đủ cho chõm đầu con khỉ nhô lên. Khỉ trước khi lên đầu đài đều được trói chặt, nhét dưới gầm bàn, đầu nhô lên khỏi lỗ khoét khoảng 1/3. Một nhát dao thật sắc, thật ngọt như tia chớp lia qua. Chấm đầu con khỉ bay vèo rơi xuống mặt bàn, một tiếng rú mang dại như tiếng đứa trẻ thét lên. Chanh tươi phắt, hạt tiêu bỏ vào, thực khách tranh nhau dùng muỗng múc ốc tươi lẫn máu đỏ tứa ra, nuốt ngòm ngòm cùng rau răm húng.
Tiếng kêu rên thảm thiết của con khỉ càng kích thích đám thực khách. Cho đến lúc nó liệm đi, chết trong tột cùng đau đớn, óc khỉ cũng sạch bành. Trên khóe miệng nhiều người còn vương máu. Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của khách, tôi còn nghĩ ra đủ trò tra tấn, hành hạ, giết thịt các con vật khác tại bàn ăn. Càng dã man, rùng rợn, khách càng sướng. Cắt tiết canh vịt tại bàn, chặt đuôi bò hầm khi nó còn sống. Nhốt mèo vào lòng chật hẹp, dùng nước sôi già, rót từ từ như rót trà cho lớp lông tự bung. Xẻ từng lát thịt khi cá còn dãy đành đạch. Tôi chưa từng biết ghê tai trước cảnh giết mổ nào. Khách hàng càng phê hú hét, tôi càng hứng. Những nhát dao xẻ thịt càng điệu nghệ. Năm 2000, tôi cưới vợ, một cô chân dài đẹp đức tiến thành phố biển. Một năm sau, vợ tôi có mang. Nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi. Mỗi tuần, tôi ép vợ ăn 3 bữa. Đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất, tự tay tôi giết mổ, làm thịt, xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi. Ăn được vài tháng, vợ tôi kêu: "Anh ơi, em sợ lắm rồi, thịt chó rất nóng, ăn vào con sẽ đầy mụn nhọt, lắm lòng và nhiều bớt xanh, đen nữa. Và lại em cứ thấy ác ác thế nào ấy, con chó thân thiết với người là thế, vậy mà nỡ ăn thịt nó. Bữa trước, bạn em còn bảo, ăn thịt chó nhiều khi mang bầu sau này con dễ bị động kinh." Tôi gắt: "Vớ vẩn, đứa nào bảo thế, để anh cả vỡ mồm nó ra. Thịt chó ngon bổ, nhiều đạm. Đấy, em cứ nhìn bắt lực hàng xóm nhà mình kia kìa. Chẳng ngày nào bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60, bà bác ấy khỏe như vằn, người đô con như lực sĩ. Thôi, ráng ăn đi em, cho con nó khỏe." Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ tôi sinh hạ được một bé gái bụ bẩm, kháo khỉnh. Tôi mừng rơi nước mắt. Có điều, lúc tôi chì tay ra bế, đứa trẻ bỗng khóc thiết như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng vỗ về, ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút, con bé đã nín. Chuyển qua tay tôi, nó lại khóc ré lên. Vợ tôi bảo: "Chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ. Trẻ sơ sinh năng lượng còn mỏng manh yếu ớt. Thôi thương con, mình chịu khó kiêng gần con một thời gian đi." Từ bấy, những lúc nhớ con, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm con. Được 2 tháng tuổi, một hôm con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệch. Vội vã đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận: "Cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu, gây vàng da và niêm mạc. Vi khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của tắc mật, nguy cơ tử vong cao." Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên. Còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tai. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi tu nghiệp từ Úc về. Con tôi được cứu sống. Đến tháng thứ 5, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng. 10 ngày sau, lông mọc càng dày, khoảng 3-4cm. Cứng, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống 2 cái mông. Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ. Nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một vị đạo sĩ dùng thuốc Nam chữa bệnh như thần, tôi tức tốc lên đường. Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi sáng, khí trời lạnh buốt, sương giăng mịt mù. Chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ, một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Dọc đường,
ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vời vợi, cây cối thâm u, khói sương bản lãng. Đường càng lúc càng gập ghềnh, miết mãi đèo đèo lội suối, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ khổ hạnh kia. Lòng không khỏi băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nghe đâu đây tiếng mõ vọng đến chậm rãi, khoan thai. Cốc, cốc, cốc. Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi hăm hở nhắm hướng sân cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hun hút sâu, trên cao bồng bềnh mây phủ, cây cối xanh mướt giống như chốn bồng lai. Tiếng mõ chậm dần rồi ngưng hẳn. Một dòng suối trong xanh uốn khúc hiện ra trước mắt. Tôi khom mình phốc nước uống, hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng giật mình phát hiện có người đứng bên bờ suối. Nhìn kỹ thấy một cụ già tóc búi cụ hành, râu bạc như cước, vận bộ quần áo lụa màu trắng. Một cơn gió thoảng qua, râu tóc tà áo ông phơ phất, ánh mắt hiền từ, thần thái cốt cách như một tiên ông. Bỗng dưng tôi có cảm giác ông gần gũi quá, quen thuộc quá, cứ như là ông bà, cha mẹ tiền kiếp của mình. Xin cụ làm ơn chỉ đường cho con đến nhà của thầy thờ. Tôi đây, anh đến để nhờ chữa bệnh cho con gái anh chứ gì. Tôi ra đón anh đây. Tôi giật mình, quái lạ. Đây là lần đầu tiên tôi đến chốn thăm sơn cùng cốc này, cũng là lần đầu tiên gặp cụ. Sao cụ lại biết tôi lên đây tìm cụ chữa bệnh cho con? Đang vần vì suy nghĩ, cụ tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi. Trước đây, anh có giết thịt con khỉ lòng vàng, trên lưng có đốm đen nào không? Chính con khỉ đó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Tôi lại giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng là cách đây 3 năm, tôi có làm thịt con khỉ lòng vàng, trên lưng có đốm đen, cho nhóm khách quen là các quan chức của huyện X. Lúc lôi nó từ trong lòng ra làm thịt, con khỉ cứ chắp tay lại tôi, lại cả đám quan chức đang háo hức ngồi chờ ăn món ốc khỉ đại bổ. Nhưng như thế thì vô lý quá. Trước tiên, con khỉ phải tìm kẻ bắt nó mà báo án chứ, sau đó là đám quan chức lắm tiền nhiều của. Bọn họ ăn thịt khỉ nhiều hơn con mà, tại sao con khỉ đó lại chỉ nhắm vào mỗi mình con mà báo án? Đạo sĩ thờ tồn giải thích. Có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt khỉ, giết, ăn, sớm muộn gì đều bị quả báo hết. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mọi người khác nhau, nên thời gian chịu quả báo cũng sớm muộn khác nhau. Hôm nay, anh có đủ duyên đến với ta, cho nên ta mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được. Nói đoạn, đạo sĩ thờ đưa cho tôi 3 thang thuốc, dặn vừa nấu cho cháu uống, vừa tắm cho cháu hàng ngày. Nếu như anh thật lòng sám hối tội giết con khỉ, hàng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con khỉ đó, thì con anh mới hết bệnh. Tâm càng chân thành thì bệnh con anh chuyển biến càng nhanh. Rồi về thực hiện đúng những gì vị đạo sư căn dặn. Kỳ lạ thay, 10 ngày sau, con tôi rụng hết lông, da dẻ nhẵn nhụi như trước. Những cái chết nối tiếp trên tay. Năm 2004, quả báo dồn dập ập đến với tôi. Cả hai bên gia đình nội ngoại đều tìm cách tránh xa tôi như tránh hủi. Họ bảo,
Thằng Tê giết chóc thú rừng, súc vật nhiều quá nên sát khí nặng lắm. Gần nó tôi có ngày. Nhà hàng lại mở cửa, khách đến ăn lại đông nườm nượp, tiền lại vào như nước. Ngày ngày tôi lại quay cuồng trong những trò chém giết, mổ thịt, lột da, mua vui cho khách. Cho đến năm 2004, quả báo dồn dập ập đến với tôi. Mở đầu là cái chết tức tưởi của ông ngoại vợ tôi. Hôm ấy, nghe tin ông ngoại lên cơn hen suyễn, vợ chồng tôi về thăm, mang theo cặp lòng cháo nấu với món ốc khỉ. Tôi tự tay đút cho ông. Ai dè, xúc đến thì thứ ba, ông cụ bị nghẹn, mắt trợn ngược, mặt tím tái, nước mắt vàng giụa, người co cứng. Vài phút sau, ông chết trên tay tôi. Cả nhà vợ oán hận vì tôi mà ông chết. Cơn hận chưa nguôi, ít lâu sau, nhờ mối quan hệ với các sếp của tỉnh, là khách hàng thường xuyên của nhà hàng, tôi có chấp nối cho ông cậu ruột bên nhà vợ là chủ thầu xây dựng, nhận một công trình lớn. Một lần cậu tôi đến khảo sát, giàn giáo bất ngờ sập trong lúc công nhân đang đổ bê tông. Chính ông bị khối bê tông đè trúng người, đầu vỡ toát. Chưa hết, hơn 3 tháng sau, mẹ vợ tôi bị cảm sốt phải nhập viện. Chính tay tôi lái xe chở bà đến vì tôi quen thân khá nhiều các bác sĩ ở đây. Bệnh bà không nặng, thế mà vừa vào viện buổi sáng, buổi chiều bà bị sốc thuốc, lên cơn nhồi máu cơ tim, chết trên giường bệnh. Đến tháng 10, cô ruột tôi bị tai biến mạch máu não, vào nằm viện. Mọi người trong gia đình thay phiên nhau trực tại bệnh viện. Chả hiểu sao, đến đúng phiên trực của tôi thì cô mất. Ngẫm ra, cả bốn cái chết đều ít nhiều liên quan đến tôi. Từ bấy, cả hai bên gia đình nội ngoại đều tìm cách tránh xa tôi như tránh hủi. Họ bảo, thằng Tê giết chóc thú rừng, súc vật nhiều quá nên sát khí nặng lắm, gần nó tôi có ngày. Cũng từ bấy, không hiểu sao, nhà hàng thưa khách dần, chuyện làm ăn ngày càng sa sút. Tháng 2 năm 2006, 3 đêm liền tôi nằm mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy mình vắt cuốc ra đồng đào huyệt, huỳnh huỵch mướt mải. Đào xong nhìn xuống dưới huyệt, tôi tá hỏa, thấy em trai tôi nằm dưới đó, máu me be bét. Tỉnh dậy mồ hôi ướt đầm, tôi hoảng sợ báo cho mẹ tôi biết và nhắc nhở chú em đi lại, giữ gìn cẩn thận. 6 ngày sau giấc mộng kinh hoàng ấy, mẹ tôi gào khóc trong điện thoại. Em con bị tai nạn chết rồi. Tôi vội vã chạy ra hiện trường. Dưới gầm xe khách, em tôi nằm bẹp dí. Tôi ngất đi. 3 ngày sau cái chết của chú em, tôi thỉnh mời một sư thầy ở Đà Nẵng đến nhà làm lễ. Thầy bảo, gia đình anh đang vướng vào một nghiệp lớn, yêu cầu mọi người phát tâm ăn chay trường để xin gỡ tội. Tôi liền phát tâm ăn chay trong 49 ngày, những mong gia đình thoát nạn. Nhưng phát tâm ăn chay thì dễ, mà thực hiện thì khó lắm. Ăn được vài ngày, tôi đã lên cơn thèm thịt rượu. Hễ hàng xóm xào xáo món gì, mùi thơm bốc sang là nước miếng tôi ứa ra, nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng ngẫm nghĩ về những quả báo kinh hoàng dồn dập giáng xuống gia đình mình, tôi cố gắng quyết tâm. Tôi lên chùa đốt nhang xin Phật Bồ Tát phù hộ cho tôi có thể ăn chay được đủ 49 ngày. Buổi sáng cầu nguyện, buổi chiều tôi ra nghĩa địa thắp nhang cho chú em. Bất chợt tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một đám thanh niên đang đè ngửa một cụ ông bị lột trần truồng, dao bầu nhọn hoắt, sáng loáng, đang kề cổ cụ, chuẩn bị chọc tiết. Quá kinh hãi, tôi quăng xe chạy đến cứu cụ già. Nhưng khi đến nơi, thì hóa ra đó là một con heo bị giết cúng dỗ.
Tôi thất thần quay ra. Đi được một đoạn lại thấy cụ già đó. Biết là vong linh người mất, tôi sợ hết cả da gà, tóc dựng ngược. Cụ già kể, ngày xưa do giết mổ heo nhiều quá, nên khi mất phải trả nghiệp bằng cách hàng năm đều phải biến thành heo để bị con cháu giết mổ cho chính ngày giỗ của mình. Ông cụ nhờ tôi đến nói với con cháu đừng giết mổ heo nữa, kẻo nghiệp chồng chất nghiệp nặng lắm. Kể từ hôm ấy, nhìn con vật nào tôi cũng thấy là người. Tôi đoạn tuyệt với thịt, cá, rượu bia, phát tâm ăn chay trường từ đó. Cũng kể từ hôm ấy, thân thể tôi xuất hiện nhiều căn bệnh lạ. Đầu đau như búa bổ, các bó cơ ở vai, lưng, cổ, nổi u cục, cứng ngắc như đá. Người lúc nào cũng vã mồ hôi, da thịt nổi những mẩn đỏ hình con vật. Ngứa sồi ngứa rụt, gãi cào toạc cả da, chảy cả máu. Đêm đến tôi không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy cảnh chết chóc máu me. Tôi hiểu, nghiệp ác bao năm tôi rêu rắc, bây giờ mới trổ. Đã là báo ứng nhân quả thì không nên sợ hãi, buồn rầu, khóc lóc. Chỉ cần bình thản đối diện, tin sâu Phật Pháp, chí tâm tu hành, nhất định sẽ chuyển xoay ác cảnh thành thiện cảnh. Tôi tin, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo. Những gì chúng ta tạo tác hành động, từng cử chỉ, từng niệm khởi, theo sau đều có quả báo. Tôi bắt đầu tỉnh ngộ ra rằng, tất cả mọi nỗi thống khổ của con người chẳng phải do ông trời làm ra, mà chính là do những tư tưởng xấu, hành động ác do chính con người đã tạo trong đời này hay đời trước. Muốn cải đổi vận mệnh, chỉ có một con đường duy nhất là năng làm việc lành, tích chứa âm đức mà thôi. Ngày 19 tháng 2 năm 2006, tôi lên chùa Linh Ứng Non Nước, Đà Nẵng, quỳ, xin phát nguyện ăn chay trường và quy y Tam Bảo. Tôi luôn luôn sám hối trong tâm, có lúc sám hối cho đến khi chịu không nổi, khóc ròng lên. Tôi thường ra chợ mua động vật để phóng sinh. Hằng ngày gặp những cơ hội phóng sinh, tôi đều thực hiện cho kỳ được. Tôi cũng dùng hết khả năng tài vật của mình để giúp đỡ người bệnh tật, nghèo đói. Và thật kỳ lạ, các bệnh quái đản của tôi khỏi lúc nào không hay. Từ đó, niềm tin của tôi vào nhân quả báo ứng càng thêm kiên cố. Tôi giác ngộ sâu sắc rằng, cái đích rốt ráo của đời người chẳng phải là rừng tiền biển bạc, biệt thự xe sang, danh cao chức trọng. Siêng năng làm thiện, tích chứa âm đức, không sát sinh làm lợi cho người. Cứu huyền thất tổ nhờ đó mà được rạng rỡ, thì ta sẽ không thấy hổ thẹn một đời. Còn nếu có duyên hơn nữa, đắc được Phật Pháp, thì sẽ tìm thấy con đường thoát khổ siêu sinh. Kể lại chi tiết câu chuyện đời mình, tôi hy vọng quý bạn đọc sẽ lấy đó làm gương, đừng đi theo vết xe đổ như tôi. Thú thật, nếu không đích thân trải qua những trải nghiệm đau đớn khắc cốt ghi tâm này, tôi cũng khó mà tin vào thuyết báo ứng nhân quả về tội nghiệp sát sinh. Đúng là nhân quả báo ứng rất rõ ràng, như bóng tùy theo hình, không mãi mãi sai biệt. Câu chuyện thứ hai, người mẹ hành nghề sát sinh và nỗi oan nghiệp của cả gia đình. 15 năm hành nghề buôn bán giết mổ gia súc gia cầm, bà Nguyễn Thị Thường đã giết hàng vạn con gà, vịt, thỏ, chó. Vào mùa cưới hay dịp Tết, bà giết cả 100 con mỗi ngày, thu lãi hàng triệu đồng. Bà nhanh chóng trở nên giàu có, cả làng ngưỡng mộ bà. Thế nhưng không ai có thể ngờ được, một ngày hiểm họa đã giáng liên tiếp xuống nhà bà. Chồng bà bị chết bất đắc kỳ tử trong một vụ tai nạn rùng rợn. Còn trai cả của bà bị điện giật chết đúng đêm trước ngày đón dâu một hôm. Vài tháng sau, con trai út bị ung thư xương chân. Của nã lần lượt đội nón ra đi.
đến lúc nhà cửa sạch sành sanh cũng là lúc người con vĩnh biệt cõi đời. Ngày hỏa táng con, bà xuống tóc đi tu. Bà muốn mượn tiếng mõ, lời kinh để quên đi nỗi đau tột cùng. Bà muốn nương nhờ cửa Phật để rửa bớt nghiệp ác mà bà đã gieo rắc suốt 15 năm. Họa phô đơn chí, phúc bất trùng lai. Bà Nguyễn Thị Thường, quê ở miền Trung, lên vùng đất trọng Lâm Đồng lập nghiệp từ những năm 1980. Chồng bà tên Trường cùng quê, gia cảnh đều nghèo khó. Thời gian đầu, hai vợ chồng đi làm thuê cuốc mướn, sống tặng tiện qua ngày. Sau, vay mượn tiền của anh em họ hàng, bà mở quầy bán gà vịt tại chợ thị trấn. Lúc đầu, ngày bà chỉ túc tắc bán được một vài con. Sau khách đông dần, ngày bà thịt vài chục con. Những ngày giáp Tết hay mùa cưới, bà thịt cả trăm con đủ loại. Gà, vịt, thỏ, chó, ngan ngỗng. Bà kể thu nhập trung bình mỗi ngày 500.000 đồng. Những ngày đông khách, bà kiếm vài triệu ngon ơ. Từ bấy, kinh tế nhà bà phất lên như diều gặp gió, cả làng ngưỡng mộ. Một chiều nọ, có bà cụ già, tay bị tay gậy đến nhà bà xin ăn. Nhận chút thực phẩm và ít tiền từ tay bà, cụ già ăn xin bảo: "Cô ơi, nhà cô sắp có đại họa rồi đấy. Cô nghe tôi nên dừng lại nghề sát sinh, phát tâm ăn chay niệm Phật để giải nghiệp, kẻo sau này hối hận cũng chẳng kịp đâu." Nghe vậy, bà Thường tức giận gắt gỏng: "Cái bà này ăn nói luyên thuyên, xéo ngay ra khỏi nhà tôi. Từ rày đừng có phát mồm đến đây ăn xin nữa nha." Một tuần sau, có gia đình ở thị trấn Liên Nghĩa tổ chức đám cưới cho con trai. Đặt bà Thường là một tạ thịt chó. Chồng bà phải mất 2 ngày xuôi ngược khắp nơi thu mua cả thảy được 9 con. Buổi chiều, trong lúc ngồi đun nước sôi chuẩn bị làm thịt, nhìn vào cái lồng nhốt chó, bỗng dưng bà bị hút vào con chó cái màu vàng. Nó có chữa, bụng khá là to, nằm bệt dưới lồng vì mệt. Chợt bắt gặp ánh mắt của bà Thường đang nhìn, con chó vàng liền nhõm dậy. Nó dúi cái mõm qua ô lồng sắt, mắt nhìn bà như van lơn, ư ử kêu như van xin tội tình. Bà Thường chợt rùng mình. Bà hớt hải chạy lên nhà, bảo chồng: "Ông ơi, con chó vàng nhốt ở lồng dưới gốc cây ngọc lan đang có chữa, nó vừa van xin tôi đấy. Hay là mình để nuôi vài tuần, chờ nó đẻ xong rồi giết thịt sao ông nhé." "Bà có điên không đấy? Con chó biết nói à, mà bà lại bảo là nó van xin bà, vớ vẩn." Nói đoạn, ông bước huỳnh huỵch ra sân, cầm cái chày bằng gỗ lim đen bóng. Đớp! Bà Thường chạy ra đến nơi, đã nhìn thấy con chó vàng nằm chết, không kịp tru lên một tiếng. Hai mắt nó ướt nhèm, mổ bụng lo ra 5 con chó còn chưa đủ hình hài. Bà Thường bỗng thấy sống lưng ớn lạnh. 6 giờ chiều mới làm thịt xong 9 con chó. Ông Trường chồng bà phải huy động thằng Tuấn, con trai cả, đang học lớp 12, nghỉ học thêm để phụ ông chở lên thị trấn. 2 bố con đi 2 xe. Buổi tối, bà Thường chờ mãi không thấy chồng và con về. Sốt ruột điện thoại cho chồng thì nghe tiếng gắt: "Tôi với thằng Tuấn đang uống rượu trên đám cưới, khuya mới về, bà ngủ trước đi." 11 giờ đêm, chồng con vẫn chưa về, ruột bà Thường nóng như lửa đốt. Tiếng chuông điện thoại kêu reng, tiếng thằng Tuấn hốt hoảng: "Mẹ ơi, bố con bị tai nạn chết rồi." Sau này, thằng Tuấn kể, tan bữa tiệc cưới, 2 bố con phóng xe về. Bố đi trước, con đi sau. Đột nhiên, xe ông Trường đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Xe máy đổ ầm. Ông Trường ngã vật xuống đường, đầu đập vào tảng đá, vỡ toang. Sau cái chết của chồng, nhớ lại lời dặn của bà cụ ăn xin hôm nào, bà Thường thấy chần chận. Lẽ nào
lời tiên tri về đại họa giáng xuống nhà bà là thật. Nhiều đêm không ngủ, nằm vắt tay lên trán, bà cũng định bụng dừng lại nghề giết mổ. Nhưng nghĩ đến khoản lãi tiền triệu, tiền trăm mỗi ngày, bà lại thấy tiếc. Vả lại, hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, bà không cố gắng kỳ cướp, sau này lấy đâu ra tiền mà lo lắng tương lai cho chúng. Một hôm, bà thường bảo Tuấn, con học xong lớp 12 thì ở nhà giúp mẹ, học hành tốn kém, ra trường lương ba cọc ba đồng, sống sao nổi. Tuấn nghe lời mẹ, vài tháng sau Tuấn đã trở thành anh đồ tể sắt tay, tiền kiếm như nước, gái trong vùng mê Tuấn như điếu đổ. Nhiều gia đình muốn gả con cho Tuấn vì Tuấn vừa khỏe mạnh, chịu thương chịu khó lại kiếm được tiền. Cuối cùng Tuấn quyết định lấy cô Khoa, hoa khôi của thị trấn. Cưới con trai đầu, bà thường làm cổ tưng bừng suốt ba ngày ba đêm, khách mời dự đông nườm nượp, gà vịt giết không biết bao nhiêu mà kể. Bà thường khang hết cả tiếng, nhưng mặt vẫn ngời ngời như hoa. Song niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trước hôm đón dâu một ngày, đêm muộn khi khách về hết, chú rể lụi hụi mắc lại đèn chùm trong phòng ngủ. Chẳng hiểu hí hoái thế nào, bị điện giật chết. Ngày cưới trở thành ngày tang, bà thường ngã ngửa người, khóc ngất lên ngất xuống. Gắng gượng lo xong đám tang cho con, bà thường lăn đùng ra ốm, suốt ngày nằm bệt trên giường, mỗi bữa chỉ húp được vài thì cháo loãng. Đúng 3 tháng 10 ngày, bà mới nhóc nhách ngồi dậy, lần thành giường tập đi. Bà bắt đầu tin vào luật nhân quả, vào ác nghiệp sát sinh mà mình gieo rắc suốt mười mấy năm. Bà thỉnh mời các nhà sư đến nhà, lập đàn tế lễ, giải nghiệp suốt 3 ngày 3 đêm, rồi mua cả tạ lương, ốc, cá để phóng sinh. Bà bảo thằng Công, con trai út của bà, mẹ cả đời vất vả hành nghề sát sinh cũng chỉ vì muốn tạo dựng tương lai tốt đẹp cho con. Con gắng học cho tốt, sau này có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế, đỡ khổ con à. Công đang học lớp 12 trường huyện. Nó học rất giỏi, mơ ước thi vào trường đại học an ninh. Một buổi chiều đi đá bóng cùng đám bạn về, nó thấy đau đầu gối, chân trái. Cứ nghĩ là do chạy nhiều nên nó cứ cắn răng chịu đau. Mấy tuần sau đầu gối sưng to, nhức nhói suốt đêm không ngủ được. Bà thường đưa nó đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng để khám. Xét nghiệm khối u to như quả trứng gà, bác sĩ kết luận nó bị ung thư xương. Nó khóc ầm lên, bà thường thì chết lặng. Nghe bác sĩ tư vấn, bà đưa thằng Công xuống bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 5 tháng sau, khối u càng to, bà chuyển nó về bệnh viện Đa khoa Sài Gòn điều trị thêm 5 tháng nữa. Bác sĩ khuyên nên cắt chân, nhưng thằng Công giãi nảy. Nó mới 18 tuổi đầu, cắt chân đến tận đùi thì đâu còn ước mơ trở thành chiến sĩ an ninh. Bà thường vuốt nước mắt đưa con về nhà, chữa trị bằng đông y. Hãy cứ nghe đồn ở đâu có thuốc hay thầy giỏi là bà lần mò tìm đến. Của nã trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Cho đến lúc sạch sành xanh, cũng là lúc khối u ở chân Công to như cái cối đá lỗ. Da căng mọng, tím tái, gân xanh nổi chằng chịt. Một ngày, khối u vỡ ra, máu mủ chảy lên láng khắp giường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Rùi nhặn từ đâu bay đến ào ào. Bà thường phải giăng mùng kín mít suốt ngày. Chốc chốc bà cầm cái quạt đập đánh đập vào thành màn, xác ruồi rơi rào rào. Thế mà một lúc sau cả cái màn lại đen kịt rồi bâu. Mùi hôi thối bốc sang cả những nhà xung quanh, hàng xóm phải đóng cửa nhà kín mít. Công người gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, khối u ở chân trông càng to càng khủng khiếp. Vết loét ngày càng ngoác rộng,
trông như miệng con chó thui. Còng kêu la rền rĩ suốt ngày đêm vì đau đớn. Ngay người trong thôn mất là dùng nhựa con cốc nhỏ lên phích loét, khối u sẽ khỏi. Bà thường đi bắt liền 5 con, dùng dao chặt đứt, đôi thân rồi quẹt lên thành miệng phích loét. Tiếc rẻ, bà dùng vải xô bó chặt thân 5 con cốc lên trên. Thằng còng hét toáng lên như con lợn bị chọc tiết. Xót quá mẹ ơi, con không chịu được nữa đâu, mẹ giết con đi, con đau đớn lắm. Một buổi chiều, một nhà sư già bộ hành ghé vào nhà bà xin hớp nước. Biết hoàn cảnh éo le của bà, nhà sư bảo: cháu nó bị thế này là do gánh nghiệp sát sinh của chị. Mệnh của cháu hết rồi, không cứu được nữa đâu. Chi bằng chị đưa cháu đến quán Thế Âm Tịnh Thức ở xã Hiệp Đức, huyện An Đức, tỉnh Lâm Đồng. Ở đó có ban hộ niệm Phật A-di-đà. Chị nhờ sư trụ trì và các Phật tử trong ban hộ niệm tụng kinh niệm Phật, trợ niệm, trợ duyên, giải nghiệp cho cháu bớt đau đớn, ra đi thanh thản, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bà thường cất công đưa con trai đến chùa Quán Thế Âm, xin các sư thầy niệm tụng kinh Phật, trợ niệm, trợ duyên, giải nghiệp cho công bớt đau đớn. Cửa Phật từ bi, quả tình luôn dang rộng cánh tay với mẹ con bà. Sư chú Hiền ở chùa Quán Thế Âm kể: lúc ra mở cửa, vừa nhìn thấy cái chân voi với khối u khủng khiếp, bốc mùi hôi thối nồng nặc, máu mủ chảy tông tỏng, tôi muốn buồn nôn, sởn hết cả da gà. Đã nhận hàng trăm ca hộ niệm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có người bệnh nào lại trong tình trạng kinh khiếp đến như vậy. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xác xơ, khổ đau tột cùng của người mẹ, cùng lời van xin đến tội tình: xin sư chú rủ lòng thương cứu vớt, mẹ con đã hết đường sống rồi. Nhìn cảnh cháu công còn da bọc xương nằm trên rỉ, tôi không đành lòng chối từ. Tôi liền thư chuyện với sư thầy trụ trì Đại Đức Thích Giác Nhàn. Thầy bảo: cửa Phật từ bi che chở mọi khổ đau của kiếp người, con cứ nhận họ vào. Từ hôm đó, hằng ngày vào mỗi buổi sáng và chiều, sư chú Hiền, sư chú Sơn và 40 Phật tử trong ban hộ niệm đã ngồi xếp bằng thành vòng tròn tụng kinh niệm Phật cho công. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khắp căn phòng. Một số người không chịu đựng được đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tiếng kêu la của công nhiều khi át cả tiếng mõ, tiếng chuông. Hai sư chú và các Phật tử vẫn dốc lòng nhất tâm hộ niệm suốt 2 tiếng. Máu mủ từ vết loét to ngoạc nhỏ tổng tổng xuống tấm mền lót bên dưới. Một lúc là phải thay tấm mền khác. Một ngày 3 lần, sư chú Sơn đi găng tay y tế, luồn qua miệng khối u, thọc sâu vào bên trong đến tận khuỷu tay, móc dần những cục thịt thối ra để cho công bớt đau. Chú làm ân cần, dịu dàng. Khuôn mặt chú hiền từ, vừa làm chú vừa nói với công: sư chú biết con đau lắm, nhưng nếu con cứ kêu rên như thế sẽ khiến con càng đau, càng mệt. Con hãy nương vào lời tụng niệm A-di-đà Phật mà các bác, các cô chú ở đây đang tụng cho con. Và con hãy tụng theo. Sư chú tin con sẽ bớt đau. Công làm theo. Từ bấy, nó thấy bớt đau nhiều. Sư chú Sơn kể: mấy ngày sau, công không kêu rên nữa. Cậu thành tâm niệm Phật. Điều kỳ lạ là mùi hôi thối bớt dần. Ai cũng ngạc nhiên và càng tin vào sự vi diệu của đạo Phật. Vì thế, càng hết lòng hộ niệm cho cậu ấy. 1 tháng sau, vào buổi sáng, khi sư chú Sơn đang lựa tay khẽ khàng móc từng mảng thịt thối trong khối u khổng lồ, công khẽ khàng bảo: chú Sơn ơi, tối qua con nằm mơ, thấy Phật Di Đà về đón con đi. Ngài mặc áo vàng rực, tay cầm đóa sen vàng, ngài mỉm cười với con chú ạ.
Thì con có sợ chết không? Chú Sơn hỏi. Con chỉ sợ đau chứ không sợ chết. Chú vẫn bảo con, nếu con thành tâm niệm Phật hằng ngày, con sẽ được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc con gì. Sư chú Sơn mỉm cười gật đầu. Công bảo, con muốn gặp mẹ con. Khi mẹ ngồi bên, Công nói giọng nhẹ nhàng nhưng rành rọt. Mẹ ơi, con bị bệnh thế này là do mẹ tạo nghiệp sát sinh suốt 15 năm đó. Mẹ đừng làm nghề giết mổ gà vịt nữa nha. Dù cho phải đi ăn xin, mẹ cũng không được làm. Mà mẹ chuyển hẳn sang ăn chay trường đi. Còn ăn mặn là còn cộng nghiệp cho những người hành nghề giết mổ. Buổi chiều hôm ấy, Công trúc hơi thở cuối cùng trong tiếng mõ lời kinh của ban hộ niệm chùa Quán Thế Âm. Công ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không rên la, không đau đớn, khuôn mặt hồng hào như người đang ngủ. Điều kỳ lạ là toàn thân tỏa mùi thơm như hương trầm và mềm mại. Mềm đến độ sư chú Sơn nhấc cả hai tay của nó lên, lắc lư. Cổ tay, những ngón tay trắng hồng của Công lắc lư theo như múa. Cả khán phòng bỗng vang lên, A Di Đà Phật, như tiếng reo vui của niềm tin của những người con Phật vào Phật Pháp nhiệm màu. Cũng ngay buổi chiều hôm ấy, mẹ cậu đã xin sư trụ trì xuống tóc đi tu. Trong lễ hỏa táng Công tại thành phố Đà Lạt, Đại Đức Thích Giác Nhàn đã kể một tích trong Kinh Pháp Cú. Lúc Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo ở tại tỉnh xá Trúc Lâm, cách đó không xa, có tên đồ tể Kunya sống bằng nghề mổ heo. Mỗi lần giết heo, ông ta trói heo thật chặt vào cột và nện nó bằng một cây chài vuông, rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng. Đổ nước sôi lên lưng heo, làm tuột lớp da đen và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc. Cuối cùng, ông cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn, rồi xẻ thịt lột da. Kunya hành nghề như thế gần 20 năm. Dù Đức Thế Tôn ở tỉnh xá cách đó không xa, mà chẳng khi nào Kunya cúng dường ngày, dù là một cành hoa hay một nắm cơm. Hắn cũng không làm một việc công đức nào cả. Cho đến một ngày, ông ta mắc bệnh, và dù ông ta vẫn còn sống, nhưng lửa của địa ngục A Tỳ đã bốc cháy trước mặt. Khi cực hình địa ngục giáng xuống đồ tể Kunya, ông ta bắt đầu kêu en ép, bò bằng tay và đầu gối. Người nhà rất kinh khiếp, tìm mọi cách bịt miệng ông ta, chặn các cửa và nhốt ông ở trong nhà. Suốt 7 ngày, chịu sự đau khổ cùng cực của địa ngục, ông luôn mồm rống en ép như heo. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng kêu en ép ồn ào. Khi về tỉnh xá, bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, suốt 7 ngày qua, cửa nhà đồ tể Kunya đóng kín và ông ấy vẫn tiếp tục giết heo. Thế Tôn nghĩ xem, biết bao nhiêu heo bị giết. Thật từ trước tới nay chưa thấy ai độc ác và dã man như thế. Đức Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với việc làm ác đã xảy đến đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà, kêu la en ép như một con heo suốt 7 ngày. Hôm nay, ông ta sẽ chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nói xong, Thế Tôn đọc pháp cú. Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó ưu não, thấy nghiệp ấy mình làm. Thầy Thích Giác Nhàn bảo, chuyện đồ tể Kunya bị quả báo, chịu cực hình suốt 7 ngày lúc cuối đời, được ghi lại trong kinh tạng là một điển hình của quả báo nhãn tiền.
không chỉ chuyện ngày xưa, ngay hiện tại đây, hãy bình tâm nhìn ra xung quanh chúng ta để nhận thấy kết cục thảm hại của những người, những gia đình sống ác, làm các điều bất thiện. Không kể họ là ai, nếu không biết phục thiện, chạy theo các ác, thì chắc chắn sẽ bị quả báo xấu. Và không cần đợi xem những quả báo ở kiếp sau, ngay trong đời kiếp này thì chúng ta cũng có thể thấy quả báo nhãn tiền của nhiều người. Chính những cái thấy về nhân quả một cách chân xác xảy ra ngay trước mắt ấy sẽ thức tỉnh chúng ta hướng về điều thiện, bỏ ác làm lành để bản thân, gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Câu chuyện thứ ba, hậu vận bi thương của gia đình ba đời làm nghề đồ tẩy. Chuyện chúng tôi sắp kể xảy ra cách đây đã ngót 10 năm. Tất cả những nhân vật chính trong câu chuyện này đều đã trở thành người thiên cổ. Nhưng những sự việc rùng rợn, bi thương của cả gia đình hành nghề đồ tẩy có truyền thống ba đời ấy vẫn còn lưu truyền, ám ảnh người dân làng Phan Thiết đến tận bây giờ. Và vào những lúc trà dư tửu hậu, người ta vẫn kể về nó như một minh chứng sống động cho thuyết nhân quả mà người dân lành lẽ miền quê ấy đã tin từ bao đời. Làng Phan Thiết có nhiều người hành nghề đồ tể, nhưng nổi đình nổi đám nhất vẫn là gia đình anh Trường, có truyền thống ba đời làm nghề sát sinh. Ông nội Trường vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho binh lính Pháp tại các doanh trại thời Pháp thuộc. Thừa hưởng tài hoa của ông nội, bố Trường nấu nướng rất ngon. Quán lòng lợn, tiết canh của ông trên con đê đầu làng, lúc nào khách cũng đông nườm nượp. Quán không chỉ thu hút đám thực khách trong làng, mà dân mê nhậu khắp vùng cũng phải lòng mê mẩn. Vì lòng lợn của quán ông vừa tươi vừa ngon, vừa giòn vừa ngọt. Lợn vừa mổ xong, cổ lòng nào ngon nhất là ông giữ lại cho quán. Xơi miếng lòng thơm nức, ngâm trong bát nước dùng, nhúng mấy cọng hành bốc hơi nghi ngút. Thực khách vừa nhai vừa xích xoa mà ban tặng những mỹ từ: thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Có nhà thơ nổi tiếng ở Hà Nội một lần ghé quán ăn, hùng hồn tuyên bố: tôi đã ăn lòng lợn khắp Bắc chí Nam, nhưng chưa bao giờ ở đâu lại có lòng lợn ngon như ở đây. Phàm đã ăn lòng lợn ở đây thì không thể ăn ở đâu khác được nữa. Từ đấy, cứ chủ nhật hàng tuần, ông thi sĩ sành ăn ấy lại phóng xe máy từ Hà Nội vào thưởng thức thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Nổi tiếng thế, nhưng phải đến đời Trường, cơ nghiệp của gia đình ấy mới thật sự phức. 6 tuổi đầu, Trường đã được bố tẩm bổ mỗi sáng một bát tiết tươi và quả mật lợn nóng hổi. Khi con dao bầu sáng lóa vừa chọc vào yết hầu con lợn, máu xối ra như thác, bố Trường vội hứng đầy bát con, ngửa cổ uống ừng ực một hơi cạn. Bát thứ hai ông dành cho Trường. Quả mật vừa bứng khỏi bụng con lợn còn bốc hơi, ông ngửa cổ phùng mang trợn mặt mà nuốt. Ông cười khà bảo: thiên hạ ngu lắm, chỉ biết đến mật gấu, mật hầm, mật rắn mà không biết chi đến mật lợn. Trong các bài thuốc cổ trị viêm xoang, viêm mũi, hiếm có loại mật nào sánh bằng mật lợn. Nó có vị đắng, mùi tanh, tính lạnh, có tác dụng giảm đau, tiêu sưng, sát khuẩn, thông đại tiện, kích thích tiêu hóa và bài tiết mật, chống viêm kháng khuẩn, bổ tỳ vị rất tốt. Theo y học cổ truyền, tỳ vị thuộc hành thổ, có chức năng hấp thu, vận chuyển chất dinh dưỡng để nuôi các bộ phận khác trong cơ thể. Tập trung ôn bổ tỳ vị chính là giúp giải quyết nguyên nhân sâu xa của mọi loại bệnh tật. Chính vì sùng bái công năng của mật lợn nên ngày nào ông cũng ép thằng con trai mới 6 tuổi đầu nuốt một quả. Và lần nào Trường cũng khóc ngất vì nghẹn và đắng. Sau dùng riết thành quen, Trường nghiện nuốt mật lớn sóng từ lúc nào không hay. Không biết
có phải nhờ công dụng của cả núi mật lợn khổng lồ ấy không mà Trường lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu. 17 tuổi, Trường đã cao 1m8, cơ bắp cuồn cuộn. Từ bé đến lớn, chẳng bao giờ hắt hơi sổ mũi, ốm đau gọi là. Và nghiễm nhiên, Trường trở thành một người kế thừa nghiệp đồ tể gia truyền. Kỹ năng giết mổ lợn của Trường đạt đến trình độ thượng thừa. Các tài đồ tể khác, khi giết mổ lợn, thường cần 2-3 người hỗ trợ giữ chân trước chân sau. Riêng Trường, dù lợn to, nặng đến mấy, cũng chỉ làm có một mình. Tài lầm lầm chiếc chạy gỗ lim đen, bóng dày, một thước, trao truyền từ đời ông nội. Áo sắn quá khuỷu, cơ bắp cuồn cuộn rắn đanh như lực sĩ, chân đi ổn cao đến gần đầu gối. Trường rón rén bước gần đến con lợn đang lùi dần vào góc chuồng. Đớp! Nhanh như chớp, một nhát chày ngang gáy. Con lợn quay lơ, không kịp kêu lên một tiếng. Đớp! Con thứ hai đổ gục. Cứ thế, chỉ trong vài tích tắc, cả đàn lợn nằm lăn quay. Trường khom mình túm hai chân sau, lôi sền sệt con lợn lên bệ xi măng lạnh ngắt. Phập! Con dao bầu sáng loáng đâm một nhát trúng yết hầu. Máu tuôn xối xả xuống cái chậu nhôm to. Không giải đành đạch, không một tiếng kêu en ét. Chọc tiết xong, Trường lấy con dao bầu vào hòn đá mài to tổ chẳng bên cạnh cho sắc lẹm, rồi cạo lông sột sột. Chẳng cần đến chảo nước nóng để nhúng lợn. Bị lợn trắng bệch nhưng chân lông vẫn còn nguyên. Chẳng sao, bây giờ mấy ai còn ăn bị lợn? Trường giải thích. Nhẹ nhàng, nhàn nhã, thông dong, im ắng. Thế mà đến 5 giờ sáng, mấy con lợn đã làm xong. Thịt đã ra thịt, xương đã ra xương để các lái buôn chở đi. Các bậc cao niên trong làng ngồi uống trà với nhau rủ rỉ. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Ở cái làng này, phần lớn những gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không có tốt, gặp họa đến nhiều đời sau. Nhà Trường mổ ngựa bạch thường thừa cũng không ngoại lệ được đâu. 19 tuổi, Trường đã đòi cưới vợ. Trường bảo, nóng máy bỏ sự, nhịn thế nào được? Vợ Trường tên Hường, 18 tuổi, đảm đang tháo phát, con ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng làng bên. Lấy Hường, Trường như hổ mọc thêm cánh, kinh doanh càng phát đạt. Các quầy đại lý bán thịt mở rộng ra tận Hà Nội. Mỗi ngày thịt 5-6 con. Dịp giáp Tết, mỗi ngày thịt cả chục con. Trường kiếm tiền như nước. Năm 2000, vợ chồng Trường xây cất ngôi biệt thự 3 tầng lộng lẫy với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, vênh vênh vươn khỏi lũy tre làng. Ở trên nóc tòa biệt thự, Trường đắp hình 4 con chim đại bàng bằng xi măng, vẽ màu sặc sỡ, đang dang rộng đôi cánh. Trường bảo, 4 thằng con trai tôi đó, tôi muốn sau này chúng nó phải có sức mạnh, phải thành công, phải có danh với đời như vị chúa tể bầu trời kia, chứ cứ như tôi á, sống ở vùng ao tù đất động này, dẫu có là đại gia cũng chỉ là đại gia xứ mù. Với một làng thuần nông như Phan Thiết, ngôi biệt thự đó hoành tráng rực rỡ, xa xỉ như cung vua phụ chúa. Ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm nghía, trầm trồ. Có điều, trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng thế thôi, chứ nói về gia đình Trường, người dân Phan Thiết vốn nổi tiếng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa. Nhiều người thành danh trong xã hội, vẫn có gì đó khinh miệt. Ôi giàu, nhưng đồ tể ấy mà, nhiều tiền thật đấy, nhưng thất học thì cũng chẳng vẻ vang gì. Các bậc cao niên trong làng thì ngồi uống trà với nhau rủ rỉ. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Tôi cứ ngấm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay ở cái làng này. Phần lớn những gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không tốt, gặp họa đến nhiều đời sau. Như vợ chồng ông Long mổ lợn ở đầu thôn, hai vợ chồng ở với nhau suốt mấy chục năm mà không có nổi mụn con. Về già, cả hai vợ chồng đều bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu,
thối da thối thịt. Đến lúc chết, chính quyền xã phải đứng ra lo tổ chức ma chay. Rồi anh Trương, chủ cửa hàng thịt chó gần chùa làng, 39 tuổi đã mắc bệnh ung thư gan. Bụng Trương to như cái trống, nằm kêu rên ư ử suốt ngày đêm, đau đớn vật vã đến tận lúc chết. Mà nói đâu xa, ông nội tai Trường kia, sáng sớm tình mơ ngồi đun chảo nước sôi làm lợn, chả biết trúng phong hay ngủ gật, ngã vật xuống đất, đầu thì vùi vào chảo lửa. Đến lúc vợ còn phát hiện, nhất dậy thì cả cái mặt bị lột da, trắng bệch như thủ lợn vừa cạo lông, cả nhà chết khiếp. Ông bố Trường khi đó mới ngoài 50 tuổi, buổi trưa ra đình làng uống nước với cụ Thủ Từ. Vừa rít điếu thuốc lào, ông kêu tức ngực, khó chịu trong người. Ông lững thững đi về nhà nằm nghỉ. Lát sau, đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của bà vợ. Ôi làng nước ơi, ông nhà tôi bị làm sao thế này? Hàng xóm chạy đến, thấy ông nằm bất động trên giường. Lai không cửa, gọi chẳng thưa. Khi bác sĩ đến kiểm tra mạch, đo huyết áp, bỗng dưng toàn thân ông co giật đùng đùng, rồi học ra một đống máu. Ông chết một lúc rồi mà dòng máu tươi vẫn rỉ ra từ miệng. Nhìn thấy cảnh ấy, ai cũng hãi. Cho nên, mọi thứ trên đời đều rất vô thường và đều có nhân, có quả. Sung túc như vợ chồng tại Trường đấy, nhưng chẳng biết hiểu họa ập đến lúc nào đâu. Những lời bình phẩm ấy nhiều lần đến tai vợ chồng Trường. Trường cười khẩy, mẹ sư chúng nó nghèo lười không chịu lao động nên rỗi hơi ngồi xăm soi bàn tán chuyện nhà ông, cứ ngồi đấy mà hóng chờ xem ngày bố mày chết, có mà 100 tuổi bố mày mới chịu chết cho nhé. 49 tuổi, người rừng rực cơ bắp, Trường lao vào hết cuộc giăng gió này đến vụ mây mưa nọ, quay cuồng trong nhịp sống phóng đãng. Trường không biết đến mệt ngưng nghỉ, nghe thấy ở đâu có gái đẹp là Trường mò đến, tán tỉnh vần vò chán chơi, Trường lại đá phốc. Một lần biết chồng xí sớm với cô chủ quán karaoke ngoài thị trấn, cô vợ tìm đến tận nơi, móng vuốt chưa kịp cào cấu kẻ tình địch thì đã bị ăn một cái tát nảy đâm đớm mắt. Cút về ngay, mày muốn chết phải không, đồ con lợn! Trường rít lên qua kẻ răng. Khổ thân cô vợ quê mùa, lủi thủi quay về, vừa đi vừa tắm tức khóc. Trường tâm sự, nghĩ thương hại, tháng tao cũng vào ngủ với nó có một đôi lần. Gái già, người thì gầy đét, sung sướng cái quái gì. Thở dài cúi mặt, Trường chậm rãi nói như một nhà hiền triết. Đời người ngắn lắm, phù du lắm. Tiền tài địa vị công danh phù du tất, chỉ duy có đàn bà là cái khiến người ta đáng sống thôi. Đam mê nhục dục, Trường không tiếc tiền cho việc bồi bổ sức khỏe, kết thân với mấy tài lái bua ngựa ở Bắc Giang, Sơn La. Nghe họ quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạch, Trường đam mê chuyển sang sưu tầm loại cao này. Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng, Trường lại mua cả con về, giết mổ tại nhà, thịt thì đem ra chợ bán, xương nấu cao, một phần để dùng, một phần bán. Một hôm, tài lái buôn từ Sơn La dắt xuống cho Trường một con ngựa trắng, mắt thao đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai mắt ngựa đỏ rực như than lửa. Bộ phận sinh dục, mũi mõm có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng màu cước ánh bạc. Đây là giống ngựa rất quý hiếm. Trường sướng rơn như bắt được vàng. Tài lái buồn dặn, con này đang có chữa, nếu bắt sợ thì hãy chờ khi nó đẻ xong hãy thịt. Ngót 30 năm làm nghề giết mổ, lại vốn vô thần vô thánh, Trường đâu biết sợ là gì. Buổi tối hôm đó, vợ Trường đi xuống nhà dưới cạnh chuồng nhốt ngựa, ghé qua ô cửa sổ, bỗng chị hét toáng lên. Trường hất hải chạy xuống quát lớn,
Cái gì thế, có sao không? Chị vợ mặt cắt không còn giọt máu, nói hổn hển qua hơi thở đứt quãng. Mình ơi, tôi vừa nhìn xuống chuồng, thấy có người đàn bà đang nằm ôm con khóc. Rướng mắt nhìn kỹ lần nữa, tôi vẫn thấy họ. Người mẹ ấy nhìn tôi ánh mắt như văng lân, trông tội nghiệp lắm. Sợ quá tôi mới hét lên. Mình ơi, tôi nghĩ đó là điềm xấu. Mình đừng giết con ngựa bạch ấy nhé. Trương ngửa cổ cười ha hả. Bà xem phim mai cho lắm vào, rồi nhìn người tưởng ngựa, nhìn ngựa tưởng người. Chưa biết chừng có ngày bà nhìn tôi lại tưởng là chó, cho một nhát dao thì tôi đời. Thôi, lên giường ngủ đi, bà bị điên đến nơi rồi. Tờ mờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ ở sân nhà trường. Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong, chảo nước sôi reo ùng ục. Thằng Ca, con trai út của trường, 16 tuổi, sức phúc lực lưỡng như bố, hăm hở vào chuồng dắt ngựa. Nó kéo mũi, rồi đánh chửi. Con ngựa vẫn nằm im, không chịu đứng lên. Thế vậy, Trường và mấy người bạn huỳnh huỵch chạy vào. Vừa nhìn thấy Trường, con ngựa bỗng nhõm dậy, hai chân trước quỳ xuống như van xin. Từ trong đôi mắt màu thao đồng của nó, hai dòng nước mắt ứa ra. Anh Trương, bạn của Trường, thấy vậy liền khuyên Trường không nên giết thịt. Nhưng Trường phủi tay, không tin vào chuyện nhảm nhí. Đớp! Cánh tay lực sĩ cuộn cuộn cơ bắp của Trường, vung chiếc phồ thép nhanh như một tia chớp, giáng thẳng xuống đầu ngựa. Con ngựa ngã khuỵu xuống nền gạch. Nhanh như cắt, Trường rút con dao nhỏ xíu, cỡ hai đầu ngón tay, xiên một nhát thật ngọt ở cổ. Máu ọc ọc chảy ra, ngập hai chiếc chậu lớn, tràn cá ra nền sân. Cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Cũng vẫn còn dao nhỏ đó, Trường rạch một đường ở cổ. Cứ một tay kéo da, một tay lướt con dao nhỏ rất điệu nghệ. Bộ da ngựa rất lớn, tuột khỏi thân, lộ lộ một đống thịt. Những đường dao thoăn thoắt như múa, từng mảng thịt được lóc ra. Đầu, chân, xương lần lượt được tách rời. Tính ra mất 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại đống bầy nhầy lòng phèo nằm giữa sân. Thịt xương đã thành đống riêng biệt. Tội nghiệp chú ngựa con chưa thành hình. Trường sai vợ đem rửa sạch với nước gừng rồi cho vào chiếc bình ngâm rượu. Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ, vợ Trường sai thằng con thứ chở xe máy đi đến các đại lý thu gom tiền. Trường ở nhà mở tiệc linh đình, rượu cao ngựa bạch, uống với thịt bắp ngựa bạch trần, vừa ngọt vừa thơm, vừa bùi, rượu vào không biết bao nhiêu mà kể. Các bình rượu này lại lôi hũ rượu khác. Đúng lúc Trường mặt đỏ phừng phừng như gà chọi, phùng mang trận mắt, hồi chân múa tay, quảng cáo về công năng huyền diệu của cao ngựa bạch. Thú thật với các bác, trước đây, tinh của em nó cứ loãng tình tết, em chỉ lo nhà em mất giống, thế mà chơi năm lạng, nó bỗng sánh sành sạch. Mới quệt ngang quệt dọc vài cái, vợ em đã oến bụng rồi. Năm nay em ngót nghét 50 mà lúc nào cũng sẵn sàng xung trận. Đêm bãi ngày ba, vào ra không kể, bà xã nhà em sướng đứa đừ đừ. Bỗng nghe tiếng ngoài ngõ lao xao. Tiếng ai đó gào to. Ông Trường, ra ngoài đường quốc lộ mà nhận xác vợ con về. Trường vội vã buồn bát, lao lên xe, phóng như điên. Ra đến đầu làng, giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông xúm đen xúm đỏ. Cố hết sức chen lách, vừa vào đến bờ mương, Trường đứng chết lặng. Dưới lòng mương, xác hai mẹ con nằm bẹp, hai bánh trước xe ô tô tải đè ngang ngực. Máu mũi, máu mồm, máu tay chảy lênh láng. Giữa lòng xe, chiếc xe lít nát vụn. Trường kêu học lên một tiếng rồi đổ gục. Sau này,
người tài xế xe tải trình báo với công an huyện. Đang lái xe với tốc độ 50 km/h, đột nhiên anh nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay đầu xe. Anh hốt hoảng đánh vô lăng sang trái. Đúng lúc chiếc xe lít chở vợ con Trường vừa tới. Xe lao đầu xuống mương, lái xe may mắn thoát chết, rung rung mở cửa xe bước xuống. Tài xế rợn người khi nhìn thấy xác hai người bị bánh trước của xe ô tô đè lên. Hắn vội vã bỏ chạy. Vụ tai nạn giao thông rùng rợn với cái chết thương tâm của hai vợ con Trường xảy ra vào cuối tháng 9, thì đến đầu tháng 11, người con trai cả của Trường sinh năm 1974 tự dưng lăn đùng ra chết. Cậu này không làm nghề mổ, được ăn học tử tế, làm giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Đang tuổi sung sức làm ăn, người văn phát, khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Thế mà một đêm đang ngồi xem TV, anh đột nhiên kêu mệt, đau đầu nên vào buồng ngủ. Nửa đêm anh lên cơn co giật, máu mũi, máu mồm ọc ra. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng anh đã chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu trai cả khiến Trường hoang mang. Trường đi xem bói, thầy phán rằng gia đình bị một oan hồn báo án. Trường kể lại việc giết con ngựa bạch mang thai nọ cho thầy nghe. Thầy bảo đó là do linh hồn con ngựa báo án. Từ hôm đó, Trường bắt đầu xì sụp cúng bái, sắm đủ lễ vật, rước các thầy chùa về lập đàn giải nghiệp oán, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Mọi thứ tạm yên được một thời gian. Ăn Tết xong, người con trai thứ ba của Trường đột nhiên lăn đùng ra ốm. Cậu này đô con như lực sĩ, mổ lợn nhanh thoăn thoắt, tương lai kế thừa ngôi vị đồ tể của Trường. Đêm cậu kia mất ngủ, ngày chán ăn, người cứ mệt rũ ra. Thỉnh thoảng chợp mắt được một tí thì toàn nằm mơ thấy ác mộng, bị ngựa đá, chó cắn, xe đâm, là hết ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện tây y, đông y điều trị, nhưng các bác sĩ chẳng phát hiện ra bệnh gì. Người càng gầy yếu. Mùa hè năm đó, cậu trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của cậu khiến Trường sợ hãi. Trường bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình. Bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, gia đình Trường mất 4 mạng người, vợ và 3 thằng con trai. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng con trai Út, 17 tuổi, đang học lớp 11 trường huyện. Cảm gác lại chuyện mổ xẻ giết thịt, Trường chăm sóc con từng bước. Đích thân ngày 2 buổi đưa đón con đi học. Về nhà, Trường giữ thịt nó ở trong nhà, không bóng đá, không đi bơi. Thế rồi buổi trưa nọ, trong lúc Trường ngủ say, cậu Út lẻn ra ngoài, đi bơi cùng với đám bạn. Trước cửa đình làng có hồ Ba Mẫu rất rộng, nước trong. Mùa hè, đám thanh niên và trẻ con trong làng ra hồ bơi ì ầm suốt ngày. Cậu con Út của Trường bơi rất giỏi. Vậy mà hôm ấy, chẳng hiểu sao nó lại bị chết đuối. Mãi chiều muộn mới vớt được xác nó lên bờ. Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phình, da trắng bợt như con lợn vừa cạo lông, Trường học lên một tiếng. Ôi con ơi! Đột nhiên máu đen từ mũi, từ miệng xác con ọc ra như tháo cống. Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải khiếp đảm. Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng khiến Trường hoàn toàn suy sụp. Trường suốt ngày ngập chìm trong rượu. Rượu vào là khóc, là chửi, là than. Cho đến một buổi sáng, không nghe thấy tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng kêu than của Trường. Hàng xóm kế bên chạy sang dần qua cửa sổ. Họ hốt hoảng khi nhìn thấy Trường nằm sõng soài trên nền gạch, máu chảy lênh láng. Phá cửa vào, mọi người rùng mình khi nhìn thấy trên yết hầu Trường một vết cắt ngọt, sâu, máu vẫn còn đang đùng ra. Tay phải Trường
vẫn nắm chặt con dao nhỏ, sắc nhọn bằng hai ngón tay. Con dao mà chủ nhật cuối tuần hàng tháng, Trừng vẫn dùng để xỉa thật ngọt vào yết hầu những con ngựa bạch. Câu chuyện thứ tư. Chuyện đời tội lỗi, liêu trai của chủ hàng thịt thú rừng. Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của khách, tôi còn nghĩ ra đủ trò tra tấn, hành hạ, giết thịt các con vật khác tại bàn ăn. Tôi chưa từng biết ghê tai trước cảnh giết mổ nào. Khách hàng càng phê, hú hét, tôi càng hứng. Những nhát dao xẻ thịt càng điệu nghệ. Nhà hàng thịt thú rừng ngon độc lạ, với cách giết mổ tàn độc có 102. Tôi tên là Nguyễn Nhật Tây, quê gốc ở Đồng Nai, nhưng sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung. Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nhận thấy đời sống kinh tế dân mình bắt đầu dư dả. Nhiều người có thú sưu tầm ăn uống những củ ngon vật lạ. Tôi dốc toàn bộ vốn liếng mở một nhà hàng thịt thú rừng đặc sản với 3 tiêu chí: ngon, độc, lạ. Nhà hàng bài trí sang trọng, đẹp mắt, dàn nhân viên chân dài, da dẻ nõn nà. Thức ăn thì toàn hàng độc với những công dụng chết người mà hãy vừa nghe quảng cáo qua, ẩm khách phải sôi sùng sục đòi ăn cho kỳ được, như ăn bào thai rắn để ông khỏe bà vui, ăn chuột bao tử sống để đêm bảy ngày ba vào ra không kể. Tôi muốn nói thêm với anh, bào thai rắn thực chất là trứng rắn, bề ngoài giống trứng chim cút nhưng có giá cắt cổ, mỗi quả lên đến vài trăm nghìn đồng. Khi đập phở quả trứng sẽ thấy một con rắn bé tí như đầu đũa, ngon ngoe như con dung đất. Thiên hạ đồn rằng bào thai rắn là một bài thuốc bí truyền của người Trung Quốc. Ăn một lần thì nam giới sẽ có sức khỏe gấp đôi. Món này làm cho thân thể thấy rạo rực, làm chuyện ấy thì miễn chê. Đặc biệt, muốn phát huy hết tác dụng cường dương thì khi đập phở quả trứng, người dùng phải nuốt tươi ngay. Nhiều người đồn đại rằng chuột đồng bao tử, chuột con mới đẻ còn đỏ hỏng, chưa mở mắt, là món ăn độc nhất vô nhị, là vị thuốc bổ thận có 102 của Từ Hy Thái Hậu xứ Trung Hoa. Theo lời đồn này, nếu mổ bụng con chuột cái đang mang thai, môi chuột con đỏ hỏng bên trong ra, nhúng qua nước sôi đưa vào miệng, ăn tươi nuốt sống, thì sẽ mang đến công dụng kỳ diệu cho đàn ông. Sở dĩ có thể ăn tươi nuốt sống, bởi chuột bao tử nằm trong bụng mẹ nên đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối. Mùi vị cũng dễ ăn vì nó rất ngọt và béo ngậy. Ngoài món chuột chao nước sôi ở trên, tôi còn rửa sạch chuột bao tử bằng rượu, cồn hoặc nước muối, mổ bỏ lòng ruột, đem ngâm rượu với một số vị thuốc bắc như ba kích, kỷ tử, đẳng sâm trong 2-3 tháng. Uống loại rượu này rất tốt cho sinh lực đàn ông. Nhưng món ăn độc nhất, quý nhất, tạo nên thương hiệu nhà hàng của tôi chính là món ốc khỉ, thịt khỉ. Chẳng biết từ bao giờ rộ lên lời đồn rằng đây là món đại bổ, có tác dụng tuyệt vời để kích âm cường dương. Và sức mạnh dược tính càng phát huy mạnh mẽ nếu mổ xẻ thú khi đang còn sống. Để tránh ăn phải ốc khỉ dởm, khách hàng đều yêu cầu nhà hàng phải giết mổ tại bàn để ăn ốc tươi. Cho nên, giữa mỗi bàn ăn, tôi đều khoét một lỗ vừa đủ cho chõm đầu con khỉ nhô lên. Khỉ trước khi lên đầu đài đều được trói chặt, nhét dưới gầm bàn, đầu nhô lên khỏi lỗ khoét khoảng 1/3. Một nhát dao thật sắc, thật ngọt như tia chớp lia qua, chấm đầu con khỉ bay vẹo rơi xuống mặt bàn. Một tiếng rú mang dại như tiếng đứa trẻ thét lên. Chanh tươi phát, hạt tiêu bỏ vào, thực khách tranh nhau dùng muỗng múc ốc tươi lẫn máu đỏ tứ ra, nuốt ngoàm ngoàm cùng rau răm húng. Tiếng kêu rên thảm thiết của con khỉ càng kích thích đám thực khách, cho đến lúc nó liệm đi,
chết trong tột cùng đau đớn, ốc khỉ cũng sạch bành. Trên khóe miệng nhiều người còn vương máu. Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của khách, tôi còn nghĩ ra đủ trò tra tấn, hành hạ, giết thịt các con vật khác tại bàn ăn. Càng dã man, rùng rợn, khách càng sướng. Cắt tiết canh vịt tại bàn, chặt đuôi bò hầm khi nó còn sống. Nhốt mèo vào lòng chật hẹp, dùng nước sôi già, rót từ từ như rót trà cho lớp lông tự bung. Xẻ từng lát thịt khi cá còn dãy đành đạch. Tôi chưa từng biết ghê tai trước cảnh giết mổ nào. Khách hàng càng phê hú hét, tôi càng hứng. Những nhát dao xẻ thịt càng điệu nghệ. Năm 2000, tôi cưới vợ, một cô chân dài đẹp đức tiếng thành phố biển. Một năm sau, vợ tôi có mang. Nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi. Mỗi tuần, tôi ép vợ ăn 3 bữa. Đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất, tự tay tôi giết mổ, làm thịt, xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi. Ăn được vài tháng, vợ tôi kêu: "Anh ơi, em sợ lắm rồi, thịt chó rất nóng, ăn vào con sẽ đầy mụn nhọt, lắm lòng và nhiều bớt xanh, đen nữa. Và lại em cứ thấy ác ác thế nào ấy, con chó thân thiết với người là thế, vậy mà nỡ ăn thịt nó. Bữa trước, bạn em còn bảo, ăn thịt chó nhiều khi mang bầu sau này con dễ bị động kinh." Tôi gắt: "Vớ vẩn, đứa nào bảo thế, để anh cả vỡ mồm nó ra. Thịt chó ngon bổ, nhiều đạm. Đấy, em cứ nhìn bắt lực hàng xóm nhà mình kia kìa. Chẳng ngày nào bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60, bà bác ấy khỏe như vằn, người đô con như lực sĩ. Thôi, ráng ăn đi em, cho con nó khỏe." Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ tôi sinh hạ được một bé gái bụ bẩm, kháo khỉnh. Tôi mừng rơi nước mắt. Có điều, lúc tôi chì tay ra bế, đứa trẻ bỗng khóc thiết như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng vỗ về, ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút, con bé đã nín. Chuyển qua tay tôi, nó lại khóc rí lên. Vợ tôi bảo: "Chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ. Trẻ sơ sinh năng lượng còn mỏng manh yếu ớt. Thôi thương con, mình chịu khó kiên gần con một thời gian đi." Từ bấy, những lúc nhớ con, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm con. Được 2 tháng tuổi, một hôm con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệt. Vội vã đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận: "Cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu, gây vàng da và niêm mạc. Vi khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của tắc mật, nguy cơ tử vong cao." Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên. Còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tai. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi tu nghiệp từ Úc về. Con tôi được cứu sống. Đến tháng thứ 5, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng. 10 ngày sau, lông mọc càng dày, khoảng 3-4cm. Cứng, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống 2 cái mông. Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc. Nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ. Nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi Cắm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một vị đạo sĩ dùng thuốc nam chữa bệnh như thần. Tôi tức tốc lên đường. Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi sáng, khí trời lạnh buốt, sương giăng mịt mù. Chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ, một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vời vợi, cây cối thâm u, khói sương bản lãng.
đường càng lúc càng gập ghềnh, miết mãi đèo đèo lội suối. Trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ khổ hạnh kia. Lòng không khỏi băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nghe đâu đây tiếng mõ vọng đến chậm rãi, khoan thai. Cốc, cốc, cốc. Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi hăm hở nhắm hướng sân cốc tiến tới. Rẽ vào con